Hôm nay thì Tùng cũng muốn chia sẻ cho anh chị một chút những cái vấn đề mà hiện tại bây giờ đang rất nhiều người đang ví dụ như rất nhiều người mới mới vào một thời gian thì chưa hiểu lắm là tại sao phải dùng dinh dưỡng, tại sao mình đang thế này, có vấn đề, có bệnh gì đâu mà tại sao chúng ta lại phải dùng dinh dưỡng. Vậy và những đối tượng nào sẽ nên dùng dinh dưỡng? Thì thực ra bài này thì trước đây thì cũng đội nhóm cũng đào tạo tương đối nhiều, nhưng mà gần đây thì cũng sau một thời gian đào tạo nhiều thì muốn dừng lại đào tạo những mảng khác. Nhưng mà Tùng thấy có rất nhiều người cũng đang muốn quan tâm đến vấn đề là tại sao, đúng không ạ? Đang bình thường như này thì làm sao tôi phải dùng dinh dưỡng, và cách làm sao chúng ta có thể giao lưu với một người để cho họ nắm bắt được nhu cầu dinh dưỡng, sức khỏe của họ, thì đấy cũng là vấn đề rất là nan giải. Mà hôm nay thì Tùng cũng cũng phải đột ngột đấy. Tối hôm qua Tùng thấy phải nghĩ là phải làm một buổi, tối thứ sáu ấy, thì đào tạo cách làm nên là cũng không đào tạo được nhiều. Còn vấn đề dinh dưỡng thì tối thứ ba thì đã có những cái chủ đề riêng của nó, nên là Tùng hôm nay là phải đào tạo gấp một cái bài này một chút. Thì nhưng mà Tùng cũng hy vọng rằng chúng ta bây giờ là đội nhóm, chúng ta có rất nhiều người làm chủ động được thời gian ấy, thì chúng ta sẽ vào học được một cách nghiêm túc, và khi chúng ta có kiến thức ấy, thì chúng ta có thể chia sẻ giao lưu hay bất kỳ làm được gì đó nó rất là tự tin. Mà Tùng vẫn nhấn mạnh với anh chị rồi nhá, trong bất kỳ một ngành kinh doanh nào á, thì người trong nghề trong ngành sẽ kiếm tiền từ người ngoài ngành. Anh chị nhớ điều này, bất kỳ một ngành kinh doanh nào thì người trong ngành sẽ kiếm tiền từ người ngoài ngành. Vậy thì nếu anh chị là muốn là người mất tiền hay muốn là người kiếm tiền? Nếu anh chị muốn là người kiếm tiền thì anh chị phải là người trong ngành, và anh chị muốn là người mất tiền thì anh chị là người ngoài ngành, anh chị không cần phải học cái gì hết. Còn anh chị muốn kiếm tiền người khác thì anh chị phải học để có kiến thức, thì lúc đó mình mới có thể kiếm tiền được người khác, đúng không? Giống như là hôm nay có hai chị đang làm may vẫn đang vào ngồi nghe, đúng không? Họ mới đi làm, nhưng họ nếu mà liên quan đến may thì chúng ta sẽ mất tiền, vì vì họ sẽ là nghề may của họ, họ sẽ kiếm tiền của chúng ta. Anh chị công nhận đúng không ạ? Thế nên mỗi người mà đang có một ngành nghề rồi, vậy chúng ta sang một ngành nghề mới, đó là về chăm sóc sức khỏe, hoặc là cụ thể hơn là Amway chẳng hạn, thì chúng ta phải biến mình thành người trong ngành của Amway, thì chúng ta mới kiếm tiền được từ những người mà không hiểu biết về Amway. Vậy thì hôm nay Tùng sẽ chia sẻ một cái bài mà tương đối quan trọng trong cái quá trình chúng ta phát triển về dinh dưỡng, vì nó là một cái bài mà cũng xuyên suốt giúp cho chúng ta phát triển được tốt hơn. Đó là bài bữa ăn hạnh phúc, hay gọi là bài Happy Meal. Thì cái bài này á, nó có một cái đặc thù gì? Thì cũng chia sẻ với anh chị một chút là anh chị sẽ thấy đây là một cái bài gọi là bài xuyên suốt, một bài gọi là bài kim chỉ nam trong cái ngành dinh dưỡng này. Và đặc biệt hơn là chúng ta sử dụng một cái bộ gọi là cái bộ cơ bản để làm sao giúp cho cơ thể có sức khỏe tốt nhất. Vậy thì anh chị sẽ thấy nhá, chúng ta sẽ thấy có một điều rất là quan trọng. Đây là quá trình chúng ta sẽ thấy ở cuộc sống này. Chúng ta đang đi theo đuổi rất nhiều thứ trong cuộc đời này, đúng không ạ? Chúng ta luôn luôn nỗ lực vì rất nhiều thứ, ví dụ như là chẳng hạn chúng ta luôn luôn vì gia đình, đúng không ạ? Chúng ta muốn vì gia đình, vì vợ, vì con, vì rất nhiều thứ. Chúng ta cũng luôn luôn muốn là con cái làm sao có cuộc sống tốt nhất, chúng ta cũng luôn luôn muốn có nhà cửa làm sao cho khang trang để con cái có chỗ ăn chỗ ở, gọi là tự tin với những người khác, đúng không ạ? Để chúng ta gọi là có chút hoành tráng với cái nhà to cửa rộng, đúng không ạ? Chúng ta cũng muốn mong muốn có cái xe bốn bánh để chúng ta đi, và sao ạ? Chúng ta cũng có muốn của cải của để dành, có vài miếng đất, có rất nhiều thứ của cải của chúng ta gửi tiết kiệm, đúng không ạ? Và địa vị xã hội, điều gì tuyệt vời hơn khi chúng ta có tiền mà lại có địa vị xã hội, đi đâu được người ta lựa chọn, đúng không ạ? Và đặc biệt hơn là một những chuyến đi du lịch, ai cũng mong muốn điều này. Anh chị có phát hiện là chúng ta đều mong muốn điều này hết, và anh chị cũng muốn có một sự nghiệp thành công rực rỡ. Tất cả chúng ta đang theo đuổi rất nhiều những giá trị này, nhưng anh chị sẽ phát hiện ra là nó rất phù phiếm nếu chúng ta không có số một, đó là sức khỏe. Và người sáng lập ra ra Apple, ông ấy có nói lúc ông ở trong giường bệnh, ông nói là cái giường bệnh là cái giường đắt giá nhất trên thế giới này. Và lúc khi mà ông ấy là người rất giàu có, rất là thành đạt, rất là giỏi, nhưng khi mà ông ấy làm ở giường bệnh thì ông chẳng còn cái gì hết, chỉ mong muốn làm sao có sức khỏe, nhưng cuối cùng ông đã mất vì ung thư. Anh chị thấy không? Chúng ta gia đình, con cái, tất cả mọi thứ đó thực sự chúng ta đang theo đuổi, nhưng nó sẽ là vô nghĩa nếu chúng ta không có sức khỏe. Vậy nhưng chúng ta vẫn đang theo đuổi nó. Vậy thì Tùng không nói là chúng ta bỏ tất cả những cái khác đi để lo về sức khỏe, nhưng chúng ta phải biết cân đối hài hòa làm sao để vừa có những sức khỏe mà vừa có những cái giá trị thiệt. Đấy là điều tuyệt vời nhất.
Đúng ạ. Vậy thì câu chuyện ở đây á là sức khỏe chúng ta thì nó như thế nào? Chúng ta phải hiểu một chút về sức khỏe. Vậy thì tổ chức WHO họ công bố các yếu tố ảnh hưởng đến sức khỏe, chúng ta phát hiện ra một điều: di truyền chỉ chiếm có 15% thôi, đúng không ạ? Và khí hậu chiếm 7%, xã hội chiếm 10%, bác sĩ chỉ chiếm có 8% thôi. Anh chị nhớ điều này nhé, bác sĩ chỉ có 8% thôi, và cơ thể chúng ta là chúng ta giữ gìn sức khỏe nó chiếm 60%, tức là nó già lửa, đó chính là vấn đề tự giữ gìn sức khỏe để làm sao có sức khỏe tốt. Còn bác sĩ họ chỉ rất là ít, nên anh chị đừng có lúc nào cũng trông chờ bác sĩ, đúng không ạ? Vậy thì bây giờ Tùng sẽ chia sẻ tiếp. Chúng ta có đặt một câu hỏi: nguyên nhân nào làm chúng ta có bị bệnh không ạ? Đã bao giờ các anh chị đặt một câu hỏi chưa? Tại sao tôi bị bệnh? Tại sao bây giờ giường bệnh rất là đông? Tại sao bệnh viện bây giờ rất là đông? Anh chị sẽ giật mình khi mà đây là những nguyên nhân mà anh chị đang sát sườn anh chị mà anh chị không để ý đến. Thực phẩm ô nhiễm, đúng không ạ? Không khí ô nhiễm. Những cái này có phải chúng ta đang trực tiếp không? Và sao ạ? Căng thẳng stress. Với đặc thù công việc bây giờ, áp lực căng thẳng stress, đúng không ạ? Cái việc đó cũng ảnh hưởng đến sức khỏe chúng ta. Rất nhiều người là sau một thời gian stress bị điên luôn, đúng không ạ? Tiếp theo nữa, lười vận động. Bây giờ có một thói quen là ăn xong là lười, không thể vận động nữa. Suốt ngày cắm vào cái tivi, cái điện thoại, không thể vận động nữa. Và nguồn nước ô nhiễm, trời ơi, những dòng sông nước đen xì. Và anh chị có phát hiện ra điều gì nữa không ạ? Thức khuya. Rất nhiều người thức đến 1, 2 giờ sáng, 3, 4 giờ sáng. Để làm gì? Để Facebook, để chat chít. Để làm gì? Để đốt thời gian. Và ngày hôm sau nó ngủ bù. Nhưng đấy là những cái cực kỳ ảnh hưởng đến sức khỏe. Và anh chị có biết không? Một trong những cái cảm xúc, những cảm xúc gây hại cho sức khỏe mà chúng ta đôi khi chúng ta không biết. Khi anh chị hay lo lắng là anh chị sẽ ảnh hưởng đến dạ dày. Khi anh chị căng thẳng là anh chị hại đến tim. Khi anh chị hay sợ hãi thì anh chị ảnh hưởng đến thận. Khi anh chị tức giận thì anh chị ảnh hưởng đến gan. Và khi anh chị đau buồn thì anh chị ảnh hưởng đến phổi. Đây là những cái cảm xúc trong cơ thể chúng ta mà đôi khi chúng ta không kiểm soát được. Vậy thì nếu chúng ta không kiểm soát được thì cực sự là chúng ta đang bị ảnh hưởng những cái nội tạng trong cơ thể chúng ta. Và những nội tạng mà ảnh hưởng thì sức khỏe chúng ta sẽ bị giảm sút và chúng ta sẽ sinh ra những vấn đề về bệnh lý của những cái nội tạng đó. Nên là thực sự khi chúng ta Tùng biết được cái trang này, cái slide này, Tùng giật mình là mình phải điều chỉnh lại, ngay kể cả cái việc mình hay nóng giận mình phải kìm lại, chế lại. Và những cái việc gì đến nó sẽ đến, anh chị thấy không ạ? Cái gì đến nó đã đến rồi, anh chị có muốn cũng không giải quyết được. Vậy thì tại sao không một cách nhẹ nhàng để đón nhận cái điều đó để chúng ta đỡ ảnh hưởng đến sức khỏe và chúng ta lại giải quyết được nhiều vấn đề tốt hơn đó. Và anh chị biết không, sức khỏe thì dựa vào ai ạ? Đúng không? Chúng ta bị bệnh thì chúng ta phải gặp bác sĩ, đấy là cái điều rất bình thường. Nhưng thử hỏi ra bao nhiêu người sinh ra đã bị bệnh luôn, có phải nhiều đâu ạ? Rất là ít so với tổng dân số của thế giới, rất là ít những người bị bẩm sinh. Nhưng sau đó thì chúng ta mới bị bệnh. Vậy thì cái bị bệnh đó là do chúng ta thói quen ăn uống sinh hoạt rất nhiều thứ kia, thì tại sao chúng ta không phòng bệnh bởi chính mình, tìm cách để phòng bệnh thì có phải chúng ta sẽ đỡ bị bệnh không, và chúng ta đỡ bị bệnh bác sĩ không? Thì vấn đề câu chuyện ở đây á chính là phòng bệnh hơn chữa bệnh, anh chị nhớ điều này. Vậy nên là khi Tùng học những cái lớp cùng Viện Dinh dưỡng Quốc gia, các thầy cô có nói là ở nước ngoài tiên tiến ấy, thì cái việc chữa bệnh nó rất là bắn, nhưng cái phòng bệnh họ có sự chăm sóc sức khỏe chủ động trước đấy rồi, nên tại sao người dân họ rất là khỏe, ít khi bị bệnh hiểm nghèo cũng như là ít khi vào bệnh viện. Nhưng ở Việt Nam mình thì ngược lại, toàn bị bệnh rồi lúc đó mới đi chữa, và đến bệnh viện là đông, không có phòng bệnh. Đó, chúng ta sẽ thấy rất là rõ ràng đúng không? Vậy thì vừa rồi đó là những vấn đề liên quan đến nguyên lý, nguyên nhân của bệnh tật. Vậy thì chúng ta sẽ đặt một câu hỏi: làm cách nào để có sức khỏe tối ưu? Anh chị sẽ thấy đúng không? Làm cách nào để có sức khỏe tối ưu? Thì cũng là tổ chức WHO thế giới họ cũng đã nói là, anh chị sẽ thấy này, cái lối đầu tiên là cái lối sống lành mạnh. Cái lối sống lành mạnh này nó thể hiện qua cái gì? Nó thể hiện qua là tinh thần phải lạc quan, tích cực. Anh chị thấy không, nhiều lúc anh chị mệt mỏi căng thẳng stress là anh chị đã ảnh hưởng đến sức khỏe rồi, đúng không? Tiếp theo nữa, ngủ nghỉ phải đúng giờ, không thể lúc nào thích ngủ là ngủ được, lúc nào thức thức là thức được, đúng không? Phải đúng giờ.
À, tí phần sau Tùng chị sẽ biết tại sao nên ngủ nghỉ đúng giờ. Và tiếp nữa là thói quen ăn uống. Thói quen ăn uống rất là quan trọng. Không thể nào bữa sáng mà có thể ăn vào lúc 11 giờ trưa được. Không có thể nào nhịn được. Không có thể nào bữa tối ăn vào lúc 10 giờ đêm được. Đúng không ạ? Thì cái lối sống lành mạnh này, anh chị nhớ giúp Tùng 3 yếu tố: tinh thần lạc quan, ngủ nghỉ đúng giờ, thói quen ăn uống. Anh chị cũng có thể cùng nhau chúng ta cùng tác chat lên để chúng ta cùng nhau nhớ bài được không ạ? Hôm nay Tùng chia sẻ bài này để giúp anh chị có những kiến thức luôn. Để khi anh chị đi gặp một đối tác của họ, anh chị có thể chia sẻ với họ: bạn ơi, để có một sức khỏe như này thì bác phải có lối sống lành mạnh. Vậy thì lối sống lành mạnh như nào? Đó là tinh thần lạc quan đúng không ạ? Ngủ nghỉ đúng giờ và thói quen ăn uống. Đó, anh chị có thể cùng tác không ạ? Tùng còn không biết là có bao nhiêu anh chị trong phòng mà cũng không thấy ai tương tác gì cả, tưởng các anh chị ngủ hết đâu rồi. Nên là hy vọng rằng chúng ta cùng nhau tương tác giao lưu tí để còn biết. Nên cái này rất là quan trọng đúng không ạ? Nên là tất cả những kiến thức này á, là kiến thức để anh chị giao lưu với khách hàng, với những người bạn bè để chúng ta giúp cho họ có kiến thức để họ tự chăm sóc sức khỏe cho họ nhá. Chúng ta không có bán gì ở đây cả anh chị ạ. Và đây là kiến thức để giúp họ tự chăm sóc sức khỏe. Vậy thì cái điều thứ hai đó gì là thể dục thể thao. Anh chị thấy không ạ? Thể dục thể thao là không mất tiền. Có 3 yếu tố thì 2 yếu tố đã không mất tiền. Thế thì anh chị mong muốn điều gì? Thể dục thể thao. Thể dục thể thao rất là quan trọng, giúp khí huyết lưu thông. Giống như cơ thể chúng ta là đó được massage toàn cơ thể và đẩy được những độc tố ra khỏi người chúng ta. Nên là khi anh chị vận động thể dục thể thao, anh chị ra mồ hôi là anh chị đã đẩy được độc tố ra khỏi người rồi. Vậy thì tại sao, lý do gì chúng ta không làm điều này? Mà lúc nào chúng ta cũng kêu bận, bận và bận, nhưng đến lúc vào viện rồi thì chẳng có thấy bận đâu cả. Bác sĩ bảo là 1 tháng cắt cái nọ cái kia là chúng ta chấp nhận hết. Trong khi đó tại sao chúng ta không cho mình cơ hội mỗi một ngày thay đổi một chút xíu, một chút xíu, một chút xíu, quan tâm đến chính sức khỏe của chúng ta. Đúng không ạ? Vậy thì lối sống lành mạnh, thể dục thể thao không mất bất kỳ một cái gì hết. Nhưng cái thứ ba đó là dinh dưỡng hợp lý. Thì cái này nó đòi hỏi chúng ta phải có một chế độ ăn làm sao đủ được chất. Vậy thì chế độ ăn đó thực tại chúng ta có đủ hay không? Nếu như anh chị đủ, anh chị hoàn toàn có sức khỏe tối ưu. Nhưng nếu anh chị không đủ thì sao? Vậy thì hôm nay Tùng sẽ chia sẻ anh chị một chút về cái dinh dưỡng hợp lý. Thế nào là dinh dưỡng đúng không ạ? Anh chị sẽ đặt một câu hỏi nào: ô thế rốt cục dinh dưỡng nó là cái gì? Anh chị có phát hiện là lúc chúng ta đẻ ra đúng không? Ở đây có bạn Phương, con vừa mới đẻ được 1 tháng rưỡi luôn. Một em bé như vậy có khi nào em ý lớn lên là em ý uống thuốc để lớn không? Mà là gì? Đầu tiên bé thì là bú sữa mẹ. Thế thì mẹ ăn gì là con ăn đó. Đúng không ạ? Mẹ ăn đầy đủ chất thì con được đầy đủ chất. Mẹ thiếu chất thì con thiếu chất. Và sau đó lớn lên thì chúng ta ăn uống để lớn, để phát triển. Chứ chúng ta không có chuyện uống thuốc để lớn. Tại sao lúc nào cũng lạm dụng với thuốc? Tùng sau này mới giật mình, khi đi học xong mình giật mình. Ừ đúng thật. Trước đây Tùng là nhà Tùng kinh doanh dược, Tùng hiện tại vẫn kinh doanh dược, Tùng cũng là dược sĩ. Tùng mới phát hiện lúc ngày trước, trước đây mình luôn luôn nói vấn đề là phải uống thuốc, uống thuốc, uống thuốc. Nhưng sau này khi mình hiểu về dinh dưỡng, mình giật mình ra là ô, về cơ bản không phải là uống thuốc để mà có thể phát triển được, mà từ dinh dưỡng. Vậy thì nếu như chúng ta ăn uống cân bằng được dinh dưỡng này thì còn gì điều tuyệt vời hơn, đúng không ạ? Đó, vậy thì dinh dưỡng thì gồm những gì? Tinh bột đúng không ạ, đạm đúng không ạ, chất béo, vitamin và khoáng chất, chất xơ, nước và không khí. Anh chị thấy không, nước và không khí cũng là những chất dinh dưỡng. Anh chị ở một cái nguồn không khí độc hại thì lấy đâu ra anh chị có sức khỏe tốt được đúng không ạ? Anh chị uống những nước nước ô nhiễm thì anh chị cũng không có sức khỏe tốt đúng không ạ? Và anh chị không có chất xơ thì anh chị không táo bón được đúng không? Thì bị táo bón đúng không? Và ảnh hưởng sức khỏe đúng không? Đó, vitamin, khoáng chất, chất béo. Vậy thì anh chị thấy không? Đây chính là những cái chất dinh dưỡng đưa vào cơ thể chúng ta. Nhưng quan trọng là câu chuyện chúng ta có ăn đúng, ăn đủ hay không mà thôi. Ngoài ra cái thực phẩm nó thế nào? Đúng không ạ? Vậy thì chúng ta biết không ạ? Chúng ta đi mua một cái tivi chúng ta cũng có hướng dẫn sử dụng. Chúng ta mua cái gì chúng ta cũng có hướng dẫn sử dụng. Nhưng cơ thể chúng ta thì đôi khi không biết hướng dẫn sử dụng nó làm động đúng không ạ? Thì cơ thể của chúng ta cái hướng dẫn sử dụng đó chính là những cái thành phần dinh dưỡng này bổ trợ vào cơ thể chúng ta đó: nước, đạm, tinh bột, chất béo, vitamin, khoáng chất, chất xơ, nước, rất nhiều thứ để đưa vào cơ thể chúng ta. Vậy thì anh chị tưởng tượng nếu như anh chị thiếu những cái này hoặc những cái này không tốt thì làm sao mà cân đối được. Bây giờ một cái tivi nó đầy đủ linh kiện hết rồi, anh chị thiếu vài ba thứ thì anh chị có xem được không, đúng không ạ? Một cái rất đơn giản và cơ bản thôi, nó không có gì phức tạp cả. Vậy thì tại sao tôi lại phải cần dùng dinh dưỡng?
Hai yếu tố thể dục thể thao, lối quen sống sinh hoạt rồi, tại sao cần phải dinh dưỡng, đúng không ạ? Vậy thì anh chị nhớ giúp Tùng, dinh dưỡng giúp mình trao đổi chất trong cơ thể chúng ta đó. Cái thứ hai là để chúng ta trưởng thành từ người bé thành lớn, đúng không ạ? Sinh ra những tế bào để cơ thể trưởng thành và bổ sung năng lượng, đúng không ạ? Sinh ra những tế bào để phát triển, để những bộ phận cơ thể chúng ta phát triển. Từ người bé thì bắt đầu xương sinh ra dài dài ra, người cao ra, đúng không ạ? Phát triển các bộ phận trong cơ thể chúng ta và bổ sung năng lượng. Chúng ta có năng lượng thì chúng ta vẫn vận động được, chúng ta hoạt động được cơ thể chúng ta. Ở xe máy không có xăng thì đi làm sao, đúng không? Và cái nữa đó là phục hồi tế bào. Tại sao lại phục hồi tế bào? Anh chị sẽ thấy nhá, anh chị bị đứt tay, tự cơ thể anh chị lành mà, bác sĩ có làm lành được không? Anh chị bị gãy xương bó lại thôi, còn lại tự cơ thể anh chị lành mà, bác sĩ có làm gì lành được đâu. Vậy thì có phải chỗ đó là cái tế bào nó bị tổn thương không? Nó tổn thương thì lúc đó cái dinh dưỡng nó vào, nó giúp cho phục hồi và tái tạo để làm lành lại những tế bào đó. Nên là bản chất bất kỳ công việc khi chúng ta bị bệnh, ok đồng ý, chúng ta phải chữa bệnh bằng thuốc tây, nhưng sau đó chúng ta nhất định phải dùng dinh dưỡng để phục hồi tái tạo và sửa chữa lại những tế bào bị hư hỏng đó. Đây là điều rất quan trọng. Vậy thì anh chị sẽ thấy thông tin về con người phải biết nhé, là con người mình gồm những cái gì ra sao để chúng ta biết được, để chúng ta xử lý chứ, đúng không ạ? Cái nhà anh chị phải cần vữa xi măng thì anh chị phải có vữa có xi măng vào để xử lý chứ, nó thủng được ống nước thì anh chị phải mua được ống nước khác để xử lý chứ, đúng không? Thông tin về con người, cơ thể con người được cấu thành từ hơn 60.000 tỷ tế bào, mỗi ngày có khoảng 4 tỷ chết đi và sinh ra. Anh chị thấy ghê không? Mỗi một ngày chết đi và sinh ra 4 tỷ tế bào. Nên cái chuyện mà tóc nó rụng ấy cũng là chuyện bình thường, nó bong ra là cũng chuyện bình thường, nhưng nếu nó quá nhiều mới sợ thôi anh chị nhé. Và tế bào dạ dày ấy, 7 ngày thay mới một lần đấy. Nên tại sao những người đau dạ dày ấy, nói thật với anh chị luôn á, nếu mà biết vận dụng kết hợp dinh dưỡng ấy thì thực sự rất là nhanh lành, được chưa? Và tế bào da là 28 ngày thay mới một lần, tức là gần một tháng thay mới một lần. Nên anh chị cũng vậy, dùng dinh dưỡng đúng đủ đều về chuyên về da thì sau một tháng anh chị sẽ cảm nhận được cái da của mình nó khác thay đổi. Và tế bào gan thì 180 ngày thay mới một lần, nên anh chị hoàn toàn có thể hỗ trợ chức năng gan bằng cách anh chị dùng đều trong vòng 6 tháng, đúng không ạ? Dùng đúng đủ đều 6 tháng để nó giúp tế bào gan nó phát triển và thay đổi mới hết. Và ví dụ tế bào hồng cầu 120 ngày, đúng không, là tầm 4 tháng là thay mới một lần, được chưa? Và tế bào xương 75 thay mới một lần. Tại sao mà những người xương khớp hay luôn nói từ là mãn tính và không bao giờ khỏi? Thực ra không phải là không bao giờ khỏi, mà vì nó rất lâu khỏi, vì nó đòi hỏi 75 nó mới thay mới một vòng. Anh chị nhớ giúp Tùng, 75 nó mới thay mới một lần một vòng. Nên là nếu như mà anh chị dùng nó đúng đủ đều thì sau vòng 75 nó thay mới một lần đó. Nên là tại sao á mà hay có chia sẻ một câu đó là dùng dinh dưỡng anh chị phải dùng ít nhất là 3 đến 6 tháng đúng đủ đều. Anh chị nhớ nhé, đúng đủ đều với những người đang hỗ trợ điều trị khác với những người đang bổ sung cơ bản, anh chị lưu ý điều này. Và cái nữa đó là tế bào được cấu thành từ hỗn hợp đó, protein, lipid, glucid, do đó cơ thể cần dinh dưỡng để phát triển và duy trì sự sống. Vậy thì tế bào cơ thể chúng ta nó gồm những cái gì thì chúng ta phải cần những chất đó để nó phát triển, và để chính nó phát triển thì mới duy trì sự sống, đúng không ạ? Chứ có các thành phần nào thành phần thuốc tây ở đây đâu đó. Thì Tùng nói câu chuyện này để anh chị có thể đi giao lưu với khách hàng. Đây là những kiến thức mà anh chị giao lưu với khách hàng để thể hiện mình là người có kiến thức, thì lúc đó anh chị nói khách hàng họ mới tin. Nghe hợp lý, phải thì củ cải nó cũng nghe, đúng không ạ? Chúng ta không biết gì cả, chúng ta chém gió là không được. Và quan điểm của Tùng là biết không biết thì nói là không biết, thế mới gọi là người biết, đúng không? Thì mình chúng ta chia sẻ ở đây để giúp cho khách hàng họ họ hiểu được cái vấn đề là tại sao xương khớp không phải không khỏi mà là vấn đề rất lâu khỏi, mà không đủ độ kiên trì dùng như vậy đó. Và đặc biệt hơn là cái giờ sinh học, cái giờ sinh học này cũng rất là hay. Cái cơ thể người mình á, nói thật với anh chị, nó là một bộ máy gọi là hoàn hảo, nó không có gì thừa cái gì thiếu đâu anh chị ơi. Đó, thế thì câu chuyện đặt ra là tại sao nó lại là có cái giờ sinh học?
Vì ở những cái giờ sinh học đó thì những nội tạng chúng ta nó phát huy tốt nhất. Đúng không ạ? Vậy thì câu chuyện đặt ra là ví dụ cái gan từ 11 giờ đến 1 giờ là gan nó rất cần được nghỉ ngơi để nó thải độc. Sau một ngày hít không khí ô nhiễm, uống nguồn nước không tốt, thực phẩm không tốt đưa vào cơ thể chúng ta thì cái gan nó phải ở lại nó giữ nó lọc hết tất cả những độc tố đó. Vậy thì đến tối hãy cho nó cơ hội nghỉ ngơi. Anh chị tưởng tượng anh chị làm một cái nghề gì đó, anh chị làm 24 giờ trong một ngày thì ngày hôm sau anh chị có phải được nghỉ không? Bảo vậy 24 giờ thì ngày hôm sau vẫn phải được nghỉ mà. Anh chị chỉ từ quần quật như vậy trong một tuần xem anh chị có chịu được không? Không chịu được. Vậy thì tại sao anh chị cứ bắt những nội tạng của chúng ta nó phải hoạt động hết công suất, không có thời gian nghỉ ngơi. Anh chị hãy yêu nó một chút. Vậy thì từ 11 giờ đến 1 giờ là giai đoạn rất cần được nghỉ ngơi, làm sao cho gan nó ổn định, nó nghỉ ngơi. Và khi cái lá gan nó khỏe rồi á thì anh chị sẽ ít đi mụn đi. Vì nó lọc được độc tố tốt. Nếu độc tố không tốt nó sẽ đẩy lên những bộ phận khác. Nó ngấm vào máu, nó đi vào cơ thể chúng ta nó không tốt. Nên là khi cái gan nó khỏe rồi, hết mụn nhỏ, cái gan nó khỏe rồi, nó hết độc tố trong cơ thể người chúng ta. À, anh chị thấy không ạ? Đang có một người nhắn tin chưa vào được phòng Zoom. Yến ơi, em để ý giúp cho anh, cho mọi người vào phòng Zoom nhé. À. Ok. Đó, thì anh chị phát hiện ra nha. Nên là tại sao cần nắm á, khi chúng ta nói chuyện với khách hàng, chúng ta hãy giao lưu với họ, chúng ta hỏi han về thói quen ăn uống, thói quen sinh hoạt của họ, anh chị sẽ biết được là họ đang có vấn đề gì. Đúng không ạ? Vậy thì rất nhiều người nói với tôi là gì? Nói với Tùng là gì? Ôi nhưng mà tôi phải làm đêm, tôi thức suốt. Tùng không bảo họ phải bỏ việc. Nhưng anh chị tưởng tượng này, những người như vậy họ phải biết rất rõ là cái gan của họ đang bị tổn thương. Thì họ hãy phòng để cho chức năng gan nó khỏe hơn. Vì họ không thể nào thay đổi được công việc. Thì chúng ta hãy biết phòng bệnh. Giống như một con đường chúng ta đi hàng ngày nó rất là bụi, cực kỳ bụi. Thì chúng ta hãy bịt cái khẩu trang vào. Anh chị ạ, thì chúng ta bịt cái khẩu trang vào. Thì nó đỡ hơn là chúng ta không bịt khẩu trang. Vậy nếu chúng ta phải làm đêm cái giờ đó thì chúng ta hãy cho mình cơ hội là đẹp dùng những cái thực phẩm làm sao bổ trợ, hỗ trợ chức năng gan để chúng ta hỗ trợ cái gan nó khỏe hơn để nó phòng, đúng không ạ? Nên là chúng ta phải nghĩ ra cái giải pháp để bảo vệ mình. Và thời gian thải độc của mật nó là từ 1 giờ đến 3 giờ, đúng không ạ? Nó phải được thải độc tố ra và tủy, đúng không, tủy sống tạo máu và phổi bài độc nó rơi từ 3 giờ đến 5 giờ, ngủ sâu giấc thì lúc đó người này sẽ không bị thiếu máu. Nên là chúng ta sẽ thấy khi chúng ta hỏi ra một số cái sinh hoạt của họ thì chúng ta đã biết là họ đang có vấn đề gì rồi. Nếu như mà cái việc đó nó lặp đi lặp lại vài ba năm thì chắc chắn sức khỏe nó không tốt, ở những bộ phận nội tạng nó không tốt và từ bộ phận nội tạng đó nó sinh ra những vấn đề khác. Và từ 5 giờ đến 7 giờ là thời gian ruột già thải độc, cần phải đi toilet. Nên anh chị thấy không, chúng ta đi được toilet vào giờ này là giờ gọi là giờ vàng để đẩy độc tố trong cơ thể chúng ta ra. Nên là từ cái sinh hoạt ăn uống ngủ nghỉ tất cả nó liên quan đến nhau hết, đúng không? Nên là lúc này mà không đi được thì có phải nó giữ lại độc tố trong người mình không? Và anh chị biết là cái một cái chợ nó rất là bẩn, ở cái chỗ mà người ta bán cá bán thịt nó rất là bẩn như vậy nha. Nếu như nó không vệ sinh đi một phát thì sáng nó không vệ sinh đến chiều là mùi như nào rồi, anh chị biết không? Thế thì những cái cặn bã, những cái độc tố chúng ta ăn vào nó lọc ra, cuối cùng cặn bã là những cái bã, những cái độc tố mà chúng ta không đi ra được thì có phải thấm ngược lại cơ thể chúng ta, đúng không? Và 7 giờ đến 9 giờ là thời điểm mà tốt nhất cái ruột non chúng ta hấp thu, nên chúng ta cần ăn sáng. Thời điểm này anh chị nhé, lưu ý từ 7 giờ đến 9 giờ nhất định phải ăn sáng. Để làm sao nó, vì đây là giai đoạn tốt nhất trong một cơ thể người chúng ta, nó hấp thu chất dinh dưỡng tốt nhất. Nên là bữa sáng nếu anh chị ăn tốt nhất về chất dinh dưỡng thì nó hấp thu tốt nhất thì nó khỏe nhất. Anh chị nhớ nhé. Và từ 9 giờ đến 23 giờ thì chúng ta là thời gian hệ miễn dịch nó thải độc, chúng ta cần được nghỉ ngơi thanh thản, thoải mái. Đó, thế thì anh chị thấy không? Hôm nay Tùng chia sẻ sẽ hơi lộ dài một chút để Tùng phân tích cho anh chị, để anh chị có những cái kiến thức để mình đi ra ngoài kia chúng ta có thể chia sẻ cho khách hàng để họ biết, đúng không? Vậy thì cơ thể cần gì? Cái điều này rất quan trọng. À, vừa rồi nói đúng không? Tế bào thì nó cần gì? Protein, lipid, đúng không? Tinh bột, protein, lipid, đúng không? Vitamin, khoáng chất. Vậy thì anh chị sẽ thấy này, cái đầu tiên Tùng muốn nói đến
cơ thể chúng ta giống như mua nhà, thì cái việc đầu tiên đó là chúng ta thấy ông xây nhà chúng ta đều phải có gạch đúng không, thì mình tượng trưng thôi, nhưng đó chính là đạm, nó giống như những viên gạch xây dựng lên sườn ở ngôi nhà đúng không. Nên là cái protein nó rất là quan trọng, nó xây dựng lên tế bào của cơ thể chúng ta, nên cái đạm cực kỳ quan trọng. Vậy thì một đứa bé mà nó đủ đạm thì nó phát triển rất tốt, nên là protein rất là quan trọng anh chị nhớ nhé, rất rất là quan trọng đó. Và protein thì nó có hai dạng, động vật và thực vật đúng không. À, động vật thì nó hoàn chỉnh, thực vật thì không hoàn chỉnh, một loại là không hoàn chỉnh đó. Cái thứ hai đó là chất béo omega 3. Vậy thì anh chị tưởng tượng một ngôi nhà làm xong mà không có ánh sáng thì chuyện gì xảy ra đúng không ạ. Thế thì omega 3 nó giống như nguồn điện năng, nó là ánh sáng của ngôi nhà này, nó tốt cho tim mạch và não bộ của con người. Một người sống thực vật, lão chết lão thì có ổn không, mà không may tim không ngừng đập thì có ổn không. Thế thì cái omega 3 nó giống như là cái đường điện, nguồn điện năng trong ngôi nhà chúng ta. Nên là cái việc chúng ta dùng omega 3 chất béo rất là quan trọng. Thì chất béo nó cũng rất nhiều, rất loại chất béo, trong đó có cả những chất béo không tốt cho sức khỏe một chút nào, anh chị cũng lưu ý nha. À, và thứ nữa đó là vitamin và khoáng chất. Thế thì ông vitamin khoáng chất này nó giống như nào trong ngôi nhà này, nó anh chị tưởng tượng là những viên gạch nếu anh chị xếp vào nhau thì nó có dính được không, nó sẽ đổ. Thì vitamin khoáng chất chính là chất kết dính đúng không? Kết hợp đa lượng và gọi là nó kết hợp với dưỡng chất để dính lại những viên gạch lại với nhau đúng không, và nó chính là chất xúc tác xảy ra những phản ứng chuyển hóa với nhau trong cơ thể chúng ta. Mình hiểu đúng ra đấy, chúng ta ăn một miếng thịt bò vào người, tại sao nó lại sinh ra thịt thịt người chúng ta, thành 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 người chúng ta, nếu không phải có miếng thịt gà trên người chứ đúng không. Thì tất cả những cái ăn vào, phân cắt chuyển hóa, chảy ra những phản ứng liên tục, những phản ứng sinh hóa trong cơ thể chúng ta, thì vitamin khoáng chất chính là những chất xúc tác để tạo ra những cái hormone, nó sinh ra những hormone hỗ trợ được sinh ra hormone để tạo ra những cái chất kết dính đó, kết dính những viên gạch lại với nhau và thực hiện hàng trăm các hoạt động sống hàng ngày. Nên anh chị thấy không, vitamin khoáng chất nó rất là quan trọng, nhưng đôi khi chúng ta lờ đi và không để ý điều này. Và một cái nữa đó là dưỡng chất thực vật. Thế thì một ngôi nhà bây giờ anh chị thấy không ạ, à, ngày trước nhà thì không có lăn sơn, quét sơn thì có phải nó rất là nhanh hỏng cái lớp bên ngoài không? Thì bây giờ chúng ta lăn sơn vào bảo vệ lại thì ngôi nhà nó rất là lâu hỏng đúng không? Thế thì cái lớp dưỡng chất thực vật đấy chính là cái lớp sơn bao ngoài, vì nó là chất oxy hóa chống gốc tự do. À, nó chống lại những gốc tự do vô cùng hiệu quả. Và anh chị biết đấy, cơ thể chúng ta thì gốc tự do liên tục nó sinh ra, và một trong những gốc tự do đó là cái gây tế bào ung thư đó, thì nó liên tục nó sinh ra trong cơ thể chúng ta, thì cái dưỡng chất thực vật này nó chống lại tất cả những điều đó, nên nó hỗ trợ và phòng chống được cả ung thư cho chúng ta, vì nó bảo vệ chúng ta chống những gốc tự do. Nên là cái dưỡng chất thực vật nó cực kỳ tuyệt vời luôn đó anh chị nhá, nhưng mà đôi khi chúng ta không hiểu đó. Và tầm quan trọng của vitamin khoáng chất. Đạm thì mọi người biết rồi đúng không ạ, omega 3 chúng ta biết rồi đúng không ạ, nhưng mà vitamin khoáng chất thì đôi khi anh chị sẽ không bao giờ phát hiện ra, và anh chị gần như anh chị không thấy để mà biết được nó thừa hay thiếu. Thì anh chị sẽ thấy là thiếu vitamin và khoáng chất ấy, người ta được gọi là nạn đói tiềm ẩn, nó gây ra rất nhiều các bệnh anh chị nhớ nhé. Và nó rất nhiều những vấn đề bệnh liên quan đến cái đó, ví dụ như là bệnh máu xấu này, chứng quáng gà này, loét miệng này, bệnh biếu cổ này, loãng xương này, đó là thiếu vitamin khoáng chất. Nhưng anh chị sẽ phát hiện có rất nhiều người đi khám mà chưa phát hiện ra bệnh, nhưng có dấu hiệu hết rồi đó. Thế thì cái vitamin khoáng chất này ấy, thì Tùng hay chia sẻ một cái rất là đơn giản, đó là ví dụ như anh chị tưởng tượng là anh chị khi mà anh chị tưởng tượng là khi mà cái xe máy của chúng ta ấy, thì vitamin khoáng chất là giống như dầu luyện, dầu nhớt ấy. Và protein ấy, tinh bột ấy, nó giống như là những cái lipid ấy, những cái lớn đó thì nó giống như là xăng ấy. Thế anh chị hết xăng anh chị không đi được xe máy, anh chị biết ngay là anh chị đói, anh chị phải ăn mà đúng không. Tinh bột chính là xăng, chuẩn hơn là tinh bột chính là xăng. Thì anh chị thấy là hết xăng phát là xe không đi được, anh chị phải bổ ăn ngay sáng ngay luôn, anh chị đói phát anh chị lả ra tụt huyết áp. Nhưng cái dầu nhớt anh chị thay ấy, thì anh chị sẽ phát hiện là những cái xe máy thường thường 1.000 đến 1.500, 2.000 anh chị mới thay, nhưng mà nó chưa hết anh chị đã phải thay, và đến thời điểm đó anh chị phải thay. Nếu như người nào không thay ấy, thì đến một lúc nào đó nó hết sạch dầu nhớt đấy là nó vỡ biên, nó hỏng hết tất cả hộp số, tất cả các thứ hỏng luôn.
Đó, thế nhưng chúng ta lại không biết được nó bao giờ nó hết sạch. Chúng ta không biết được. Nên là vitamin hóa chất là rất là quan trọng. Nhưng chúng ta lại không nhìn ra được vấn đề, nó là lúc nào nó báo hiệu chúng ta hết. Đúng không? Vậy thì hôm nay Tùng sẽ chia sẻ một chút về cái nguyên tắc bổ sung vitamin và khoáng chất. À, anh chị nhớ, một số nguyên tắc bổ sung vitamin và khoáng chất anh chị sẽ thấy là cái này rất là hay. Vì nếu như anh chị biết được cái cách mà bổ sung vitamin khoáng chất ấy, thì nó sẽ giải quyết cho anh chị những vấn đề anh chị biết cần phải nên bổ sung như nào, ra sao. Thì một cái nguyên tắc đầu tiên số 1 ấy, đó là chất lượng phải tốt. À, tại sao Tùng lại nói câu chuyện này? Anh chị muốn ăn rau, rất nhiều muốn ăn rau, nhưng cái rau đó người ta phun nước rửa sâu thì anh chị ăn có tốt không? Có tốt hay không anh? Chúng ta đưa luôn thuốc rửa sâu vào người đúng không ạ? Vậy thì rõ ràng cái thực phẩm ở đây á, nó phải có chất lượng tốt ạ. Tốt là gì nào? Tốt là những cái sản phẩm nó phải không có phun thuốc trừ sâu, hoặc nó phải đủ ngày, đúng không? Hoặc là nó tóm lại là càng sạch càng tốt. À, vậy thì sạch ở đây ấy, thì có rất nhiều cái tiêu chí để sạch. Vậy thì chúng ta hãy chọn những cái tiêu chí nào sạch nhất có thể, được chưa? Nhưng mà quan trọng nhất là thực phẩm nó phải chất lượng tốt. Nên là đầu tiên là chọn thực phẩm, là thực phẩm tốt ạ. Cái thứ hai ấy, đó là tỷ lệ phải cân bằng. Cái này cũng rất quan trọng. Tại sao Tùng lại nói câu chuyện ở đây? Anh chị sẽ thấy khi anh chị xây một ngôi nhà, đúng không ạ? Khi anh chị xây một ngôi nhà thì cái việc mà tỷ lệ xi măng sắt thép nó phải cân bằng. Không thể nào một ngôi nhà như này mà không có sắt được, không có xi măng được, không có cát thép được. Tất cả đều bằng thép cũng không được, tất cả bằng xi măng cũng không được, tất bằng cát cũng không được, tất cả bằng gạch cũng không được. Nó phải có tỷ lệ hài hòa. Đúng không? Giống như đổ trần á, bê tông á, nó phải có tỷ lệ, chứ sai tỷ lệ nó sập đấy anh chị ạ. Thế thì câu chuyện ở đây bổ sung dinh dưỡng nó cũng phải cân bằng, cân bằng anh chị nhá. Và cái thứ ba đó là kịp thời. Anh chị đi xe máy có giờ anh chị để hết xăng thì anh chị mới đổ. Thế nếu anh chị hết xăng lúc đấy ở đấy không có cây xăng thì anh chị sẽ làm gì ạ? Phải dắt bộ cái ô tô đấy, anh chị dắt làm sao? Vậy thì kịp thời ở đây tức là làm sao mình phải bổ sung, sắp hết phải bổ. Mà tốt hết là đừng để nó hết, đừng để nó sắp quá, nó cạn quá, đúng không ạ? Anh chị phải thấy không? Và có lại chất dinh dưỡng nó có cái nó dự trữ trong cơ thể, đúng không? Nhưng khi mà cạn kiệt dần không kịp bổ sung thì cơ thể sẽ yếu ớt. Có rất nhiều vitamin nó dự trữ, đúng không? Ở gan. Nhưng có rất nhiều vitamin nó không dự trữ, ví dụ CB tan trong nước là không dự trữ. Thế thì hôm nay anh chị bổ sung, mai anh chị ngày mai anh chị không bổ sung tức là anh chị thiếu. Vì mỗi ngày chúng ta phải bổ sung thêm. Vì chế độ ăn của chúng ta không đủ. Tí tôi sẽ nói chuyện anh chị về chế độ ăn không bao giờ đủ. Đó, thế thì nhưng mà có những cái nó dự trữ thì chúng ta lại không nhất thiết phải dùng quá nhiều. Đúng không? Hỗ trợ vì nó có dự trữ, lượng dự trữ thì nó sẽ giúp cho chúng ta một phần nào đó. Đó. Và cảnh giác với những tín hiệu của cơ thể chúng ta như đau đầu, mỏi xương khớp, chuột rút, chóng mặt. Được chưa? Thì đây là những dấu hiệu nó báo hiệu chúng ta đang có vấn đề anh chị nhé. Vậy thì hôm nay Tùng chia sẻ cho anh chị cái điều này. Anh chị hãy nhanh chóng chụp lại cái trang này. Sau đó anh chị giúp Tùng một việc, anh chị xem thử anh chị có bao nhiêu cái dấu hiệu ở trong 30 cái dấu hiệu này. Chỉ cần anh chị có lớn hơn 6 cái, tức là anh chị đang ở trạng thái giả khỏe mạnh, tức là đang có vấn đề. Còn nếu dưới 6 cái, tức là anh chị ok, khỏe. Cái điều này hay lắm nha. Dân số thế giới chỉ có 5% là khỏe thôi. Đúng không? 85% đó là giảm khỏe mạnh và 20% đó là bệnh. Đúng không ạ? Vậy thì giảm khỏe mạnh là gì? Là ví dụ như chúng ta căng thẳng thần kinh, hồi hộp, lo âu. À, chúng ta thì thỉnh thoảng chóng mặt, nhức đầu. Chúng ta thỉnh thoảng thấy khó ngủ, hay mê, hay tỉnh giấc. Chúng ta đôi khi hay ngạt mũi, chảy nước mũi, viêm họng. Thỉnh thoảng lại thấy thiếu tập trung, tư duy giảm sút. Đủ 6 cái rồi, tức là chúng ta đang có vấn đề. Chỉ cần 30 cái này mà anh chị chỉ cần có 6 cái vấn đề thôi, tức là anh chị đang có vấn đề. Đó, anh chị thuộc cái này đi. Khi nào anh chị gặp khách hàng, hoặc là hôm nào đó anh chị cầm một tờ này, anh chị in ra, anh chị đi gặp khách hàng, anh chị hỏi đặt cho họ những cái câu hỏi như này, xem họ có bao nhiêu cái. Này chị, anh chị sẽ biết ngay họ đang ở vấn đề nào. Họ đang có vấn đề hay là họ đang khỏe mạnh. Chỉ cần 6 cái trở lên thôi là đang có vấn đề rồi. Đúng không ạ? Đó, nên là thực ra cơ thể chúng ta nó đang có biểu hiện sinh lý, nó báo hiệu rồi hết đó.
Nhưng anh chị có tin không? Anh chị có 6 cái, 7 cái ở cái chỗ này, nhưng anh chị đi khám, anh chị vẫn không có vấn đề gì đâu nhá. Vì bác sĩ họ chỉ phát hiện khi anh chị có bệnh. Mà bệnh là khi mà chúng ta phải chuyển biến cái này, sau khi cái này nó báo hiệu rồi mà anh chị liên tục vẫn để nó như vậy, thì đến lúc sau nó mới thành bệnh, thì lúc đó anh chị mới đi khám bác sĩ mới phát hiện là bệnh. Vậy thì tốt hết là anh chị phòng bệnh trước. Nên là tại sao hôm vừa rồi tôi có chia sẻ với một một chú ấy bị tiểu đường này, mỡ máu này, huyết áp, chú ấy, cả dạ dày nữa. Chú này là một cán bộ cao cấp và có những giáo sư khám riêng. Thế thì Tùng nhìn những thuốc đó, Tùng hỏi chú đưa cho Tùng tất cả các loại thuốc. Tùng bảo chú ơi sao tất cả những thuốc này thì cháu không ý kiến vì chú đang bị bệnh, chú phải điều trị rồi. Nhưng cháu đặt một câu hỏi là chú ơi sao chú không có thuốc hỗ trợ gan này đấy? Thì chú bảo ừ chú cũng hỏi ông giáo sư. Thì ông ấy bảo là ông ấy có nói là chỉ số ông ấy đưa cho chú xem cái chỉ số gan, ông bảo chỉ số gan của anh chẳng có vấn đề gì cả, anh chẳng phải uống. Tùng nói thật với anh chị luôn, mình không thể nào nói được nữa vì họ tin giáo sư. Mình không nói giáo sư không không giỏi nha, mà câu chuyện ở đây á là mình đứng từ góc độ dinh dưỡng. Nó giống như một cái đường nó đang rất là bụi, anh chị không đeo khẩu trang đi một ngày không vấn đề gì hết, anh chị đi một tháng cũng không vấn đề gì hết. Nhưng nếu anh chị để đến lúc anh chị bị bệnh rồi thì lúc đó đi gặp bác sĩ thì bác sĩ sẽ cho anh chị uống thuốc để điều trị những cái vấn đề mà anh chị bị phải ở cái phổi. Vậy thì nếu anh chị đeo khẩu trang thì đeo vào nó chỉ hỗ trợ anh chị tốt hơn cái việc bảo vệ những nội tạng chúng ta, có đúng không ạ? Chứ có vấn đề gì đâu. Tất cả những cái thuốc điều trị kia anh chị cũng biết đâu, cái chỉ định thì rất là ngắn, nhưng cái chống chỉ định nó rất là dài, và đặc biệt những chống chỉ định ấy nó ảnh hưởng trực tiếp đến gan đến thận của người đó. Vậy thì tại sao không cho họ dùng những cái hỗ trợ chức năng để cho chức năng gan nó càng ngày nó khỏe hơn, nó tốt hơn? Và bây giờ là chú đang mất ngủ rất là triền miên luôn, nhưng mà nhất định là phải là bác sĩ. Hôm rồi chúng nói xong thì chú cũng có cái gì đó chú gọi là hơi tin tin, chú đi lại đi hỏi ông giáo sư, ông bảo là không phải uống và chú ấy quyết định không uống. Nên anh chị thấy không, mình rất là khó có thể giúp được một người hiểu cái quan điểm vì họ luôn luôn tin vào bác sĩ. Nhưng câu chuyện mình nói ở đây là mình đang phòng bệnh cơ mà, còn bác sĩ họ chữa bệnh, vậy thì đừng để bệnh mà chữa, đúng không ạ? Thế nên là tự mình sẽ biết được là mình nên cần cái gì để bảo vệ cái sức khỏe của mình thôi đó. Anh chị ngủ hết rồi sao đấy nhỉ? Cho tín hiệu gì đó để biết anh chị vẫn đang thức hay không, không thì buồn lắm. Ok. À, vẫn đang thức. À. Vậy thì các tiền bối nói gì về dinh dưỡng? Cái này cũng rất là hay. Thôi thì mình không nói chuyện về mình nữa, thì nói về tiền bối thôi. Thì đây chính là ông tổ của nền y học thế giới, đúng không ạ? Hippocrates, đúng không? Nói tiếng Anh thì không giỏi lắm đâu, nhưng anh chị thông cảm một chút. Thì ông có nói là hãy để thức ăn là thuốc và thuốc phải là thức ăn. Anh chị nhớ điều này. Thức ăn chính là thuốc và thuốc phải là thức ăn, đúng không? Thực ra anh chị thấy không, nếu mình dùng ăn uống đủ chất vitamin C thì làm sao mình bị bong ra tay? Nhưng nếu chúng ta bị bong ra tay tức là chúng ta vẫn chưa phải là bệnh, nhưng mà chúng ta dùng rau củ quả hoa quả nó sao đủ lượng vitamin C, thế là chúng ta lại hết bong ra tay, đúng không? Thế có phải được là chúng ta ăn uống chúng ta đã giải quyết được vấn đề không? Và Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác ông có nói là vạn bệnh vào từ miệng. Hôm nay anh chị 70 cân, 80 cân không phải ngày hôm qua anh chị 50 cân, hôm nay anh chị nhảy lên 80 cân. Mà nó là quá trình ăn uống sinh hoạt thói quen của anh chị 5 năm, 10 năm, thậm chí 20 năm đến bây giờ nó tạo ra một cái vóc dáng như vậy. Chứ không phải là tự nhiên từ hôm qua đến hôm nay nhảy lên không? Đúng không? Vậy thì quá trình ăn uống, đặc biệt là ăn uống là rất là quan trọng. Đúng không? Vậy thì hôm nay á, Tùng sẽ lướt qua một chút là tại sao lại nói là tầm quan trọng của bữa sáng. Là vì Tùng thấy là có rất nhiều nghịch lý là mọi người, rất nhiều người giảm cân, họ bắt đầu có thể nhịn bữa ăn sáng. Có rất nhiều người bận công việc quá và thôi cứ ăn sáng qua loa. Và rất nhiều người là thôi không dám ăn sáng, chưa ăn luôn thể, bận bịu quá. Và em có làm sao đâu, vẫn khỏe mà. Vậy thì tại sao lại nói tầm quan trọng của bữa sáng? Vì anh chị biết là 7 giờ đến 9 giờ là giai đoạn nó ruột non mình hấp thu tốt nhất tất cả những chất dinh dưỡng. Đó chính là bữa sáng. Vì bữa sáng rất là quan trọng của cơ thể chúng ta. Vậy thì anh chị tưởng tượng này, để muốn mà duy trì sức khỏe tối ưu thì cơ thể cần cung cấp năng lượng và đủ chất dinh dưỡng, nên là bữa sáng rất là quan trọng, và bữa sáng quyết định năng lượng và hiệu quả công việc hàng ngày.
và bữa sáng có thể ảnh hưởng đến tư tưởng, hành vi và cảm xúc trong một ngày chúng ta. Anh chị sẽ thấy một người nó mệt mỏi hay cáu gắt, rất là khó chịu. Và anh chị thấy đấy, lượng đường glucose trong máu đủ thì mới có thể đáp ứng được đầy đủ năng lượng mà tế bào cần cần thiết. Được chưa? Nên anh chị biết là cái bữa sáng nó rất rất là quan trọng. Nên là Tùng rất là mong rằng trong nhóm chúng ta ở đây mọi người thì đã có thói quen ăn sáng rồi, nhưng chúng ta hãy biết lan tỏa cái điều này để cho rất nhiều người ngoài kia họ thay đổi thói quen đi. Họ đang nghiện ăn sáng, bảo họ ăn sáng đi để họ biết tốt cho sức khỏe của họ. Đó. Và rất nhiều những nguy hại khi chúng ta bỏ ăn sáng. Hôm nay Tùng lướt qua thôi anh chị nhé. Thì thực ra cái này anh chị vào Google anh chị có thấy rất rất nhiều cái đó. Hôm nay Tùng chỉ lướt qua anh chị một chút để anh chị thấy được là già nhanh cũng là do liên quan đến ăn sáng. Đúng không? Do không ăn sáng thì cơ thể chúng ta phải sử dụng lượng glycogen, đúng không? Và protein dự trữ trong cơ thể hoạt động. Chính vì vậy làm cho da mặt bị khô ráp và mất dinh dưỡng. Nhiều lớp nhăn, già đi. Nên anh chị thấy không? Việc chúng ta ăn sáng rất là quan trọng. Đó. Và mệt mỏi thì rõ ràng rồi, bỏ bữa sáng khiến cho cho quá trình trao đổi chất chậm lại, gây cảm giác uể oải mệt mỏi. Khi bạn ăn sáng thường xuyên thì và đều đặn thì cơ thể bổ sung các chất cần thiết giúp cho quá trình trao đổi chất một cách thuận lợi, từ đó có giúp cơ thể luôn luôn gọi là tỉnh táo và tràn đầy năng lượng, đúng không? Và bữa sáng là nguồn năng lượng dự trữ cho não bộ. Nếu không ăn sáng, cơ thể không nạp đủ nhiên liệu năng lượng để thực hiện những hoạt động trong ngày, do đó cơ thể sẽ mệt mỏi, não không thể tập trung. Đó, anh chị thấy không? Nên là cái bữa sáng rất là quan trọng. Và bệnh dạ dày nữa chứ. Dạ dày luôn co bóp mà. Nên dịch vị tiết ra mà không có cái gì để tiêu hóa. Nếu bữa ăn sáng, bỏ bữa ăn sáng, cả một đêm bữa chúng ta đã rỗng dạ dày rồi, sáng chúng ta lại tiếp tục để rỗng nữa. Và dạ dày luôn co bóp tạo ra và tiết ra dịch vị thì có phải nó làm cho tổn thương không? Những cái cặn bã trong dạ dày nó làm cho tổn thương không? Và dẫn đến hại dạ dày không? Đó. Thế anh chị thấy không? Thực ra có rất nhiều những vấn đề mà từ cái bữa ăn sáng đó. Nhưng mà anh chị nhớ nhá, nó không phải một hai ngày đâu, nó bị ra ngay đâu, nó là một quá trình. Quá trình. Và sỏi mật cũng vậy. Dịch mật trong túi mật trải qua một sự chắt lọc trong cả một đêm. Nếu không có bữa ăn, dịch mật nó vẫn lưu lại trong túi mật, nó không tiết ra nữa. Rất dễ dẫn đến sỏi mật. Đó. Mà béo phì nữa chứ. Trời ơi. Nhiều người bảo nhịn bữa sáng đi, các bộ phận trong cơ thể chúng ta sau một đêm dài bị nhịn đói. Vì vậy khi bỏ bữa ăn sáng, cơ thể mặc định là chúng ta đang ở trạng thái đói mà nó có xu hướng tích lại mỡ để dự trữ. Đó, trong khi đó các hoạt động vào buổi chiều và buổi tối nhiều, nên là cơ thể chúng ta sẽ mệt mỏi và tối về chúng ta ăn ác hơn và nó lại tích lũy lại, dự trữ lại và dẫn đến béo phì. Nên là anh chị sẽ thấy là có rất rất nhiều cái liên quan đến tim mạch. Đó, bỏ bữa có thể gây ra hạ đường huyết, tăng huyết áp, dẫn đến tắc nghẽn động mạch, đúng không ạ? Đồng nghĩa với việc nguy cơ của các bệnh tim mạch và đột quỵ. Nên là hy vọng rằng chúng ta hiểu được một chút vấn đề. Suy dinh dưỡng thì rõ rồi, đúng không ạ? Cái bữa sáng quan trọng nhất thì chúng ta không ăn rồi thì lấy đâu chất dinh dưỡng để mà hấp thu cho người nữa. Đó, nên thiếu hụt dinh dưỡng, nên là chúng ta bị suy dưỡng là chuyện rất bình thường. Nên có rất nhiều đứa bé là khi nó ngủ nó dậy nó nghè nghèo, nó nghèo thì bố mẹ vội vàng thế là thôi đi ăn được tạm ăn bợ vào, thì sau đó nhiều lúc nó còi về nhà phát cho ăn lặt vặt vào nữa thì tối nó không ăn gì, nó tóm lại là liên tục ăn những cái mà không có đủ chất dinh dưỡng thì nó còi lại thôi, đúng không? Và táo bón nữa chứ, đó cũng là một trong nguyên nhân đó. Không ăn sáng tạo kiến tạo lượng calo và nước chất dinh dưỡng trong cơ thể bị giảm, dẫn đến mất cân bằng dinh dưỡng và cơ thể không đào thải được độc tố ra ngoài, lâu ngày sẽ sinh ra táo bón. Đó. Và anh chị biết là táo bón là kinh khủng không? Đó, đây là cái đường ruột đại tràng chúng ta rất là bẩn. Đây là đường ruột của những người bị ung thư đó. Anh chị thấy đường ruột những người ung thư rất là ghê. Đó, rất là bẩn, rất là cặn bã đúng không? Và các bệnh mãn tính xuất hiện. Tại sao lại các bệnh mãn tính xuất hiện? Anh chị sẽ thấy là bắt đầu công việc trong tình trạng mệt mỏi ấy, do sức lực và cơ thể phải huy động rất nhiều những cái tuyến khác nó hoạt động liên tục để nó giúp cho chúng ta duy trì sự sống. Và chúng ta lại không có năng lượng để giúp những cái tuyến đó nó phát triển thì nó mệt mỏi, nó uể oải, thì suy đó nó sinh ra những cái tạo ra nhiều axit và dẫn đến các bệnh mãn tính, đúng không? Và đặc biệt là khi mà hoạt động mệt mỏi rồi thì nó các tuyến đó nó sẽ bị tổn thương, nó không làm việc tốt nữa, thì tự nhiên là cơ thể chúng ta sẽ bị chệch choạc thôi, đúng không?
một cái bộ máy mà khi nó có một con ốc vít nó hỏng đi rồi thì nó sẽ chệch choạc thôi, có gì đâu, đúng không? Nên là anh em chúng ta lưu ý một chút. Vậy thì hôm nay tôi lại chia sẻ với anh chị một chút là ok, đồng ý, tôi sẽ ăn sáng. Vậy thì cái thực phẩm, tình trạng thực phẩm hiện nay ở Việt Nam mình tại sao chúng ta ăn mà nó không đủ chất? Anh chị có thể xem nhá. Chảy nhớt, bốc mùi. Những lô thịt lợn, thịt gà này đáng ra phải bỏ đi, nhưng lại được tận dụng để cho ra những sản phẩm xúc xích đóng gói. Đây sáng nay bọn em làm đây là xe đầu tiên, xe này là xe thứ hai. Bọn em làm mùa này làm như hôm nay thì bọn em chỉ làm khoảng 3 tạ. Không chỉ sử dụng những loại thịt hôi thối, mà ngay cả những loại xúc xích hỏng hết hạn từ những lô sản xuất nhiều ngày trước đó cũng được tận dụng lại. Thành phẩm là gần 400 kg xúc xích trông ngon mắt này. Cái nguyên liệu mà đưa vào để tái chế này, cứ cho là nguyên liệu đi, thì lại là cái hàng thành phẩm của một cái lô hỏng trước. Để đưa vào để sản xuất ra 2 ca của ngày hôm qua và ngày hôm nay thì số lượng cũng trên dưới gần 5 tạ, là chúng tôi đã cho tiêu hủy tại chỗ. Để làm Tùng cho anh chị xem một chút thôi. Anh chị sẽ thấy là thực sự là bây giờ chúng ta không thể nào biết đâu là hàng thật hàng giả. Vừa rồi không tin thời sự đúng không? Anh chị có thấy ghê không? Anh chị thấy ghê thì cho chữ ghê là cho chúng ta biết. Vậy thì anh chị sẽ phát hiện là rất nhiều cái hiện tại bây giờ chúng ta đang là thùng rác. Vừa rồi nó có một cái vụ bắt ở trong Huế hay rồi, hay là trong miền Trung gì đó, tức là những ở Trung Quốc, ở Campuchia, họ mua những con bò gần một tạ về nước và sau có 3 tháng là họ bán, 3 tháng hay một tháng gì đó là họ về bán về Việt Nam mình. Mỗi một ngày 40 con, 500 cân. Anh chị thấy kinh khủng không? Nuôi cái gì trong vòng 3 tháng đi mà nó lên được 400 cân. Thì nó ăn những cái gì ạ? Và sau đó chúng ta thịt chúng ta mua về chúng ta ăn. Anh chị có phát hiện ra gì, chuyện gì không? Rau thì phun nước thì sâu. Đến nhà một người bạn nhìn hai luống rau một cái rất là mỡ, nó non, nhưng chạy ra hái thì mẹ bạn bảo ôi con ơi đừng hái cái này, cái này không ăn được đâu, con hái cái bên này này, nhìn bên nó thì sâu, nhìn bên nó thì rau rất là xấu, nhưng bên đấy nó không phun thuốc còn ạ, còn chỗ kia là nó tốt, nó ngon như vậy thôi nhưng mà nó phun thuốc nên mình không ăn được đâu. Thế thì cái đấy bán cho ai ăn? Theo anh chị bán cho ai ạ? Đó, người nông dân Việt Nam mình đó. Nên là anh chị thấy không, vì cái lợi nhuận họ có thể làm mọi thứ có thể, nên là tình trạng thực phẩm hiện nay á nó rất rất là không tốt, không đảm bảo. Nên là chúng ta cũng là ăn một lạng thịt bò nhưng bây giờ nó không còn chất nữa rồi, mà nó chỉ có những cái gọi là tăng trọng kích thích. Anh chị đã thấy là tại sao trẻ em bây giờ nó dậy thì rất là sớm, đúng không ạ? Anh chị phát hiện ra chân và tại sao bây giờ rất nhiều ung thư, những năm 80 đấy đâu ung thư, tại sao những năm 80 những con lợn, Tùng nhớ nhà tình Tùng với lợn một gần một năm mới xuất chuồng, thịt miếng thịt lợn nó rất là ngon, nó thơm, thậm chí cái mỡ của nó nhiều lúc bảo rán cái mỡ xong ở bên cạnh có một bát nước mắm, trời ơi chấm ăn cực kỳ ngon, rất là thích luôn. Nhưng bây giờ con lợn mà nhìn thấy mỡ là hơi bị quý luôn, vì toàn siêu lạc thế nào. Thế thì anh chị sẽ thấy được đây chính là lý do tại sao chúng ta bảo là tôi ăn rất bình thường, tại sao tôi lại thiếu chất, thế tại sao phải bổ sung, là vì trong cái bữa ăn chúng ta nó không có chất nữa rồi, vừa thiếu về số lượng vừa thiếu về chất lượng đó. Nên là đấy là lý do tại sao chúng ta cần phải bổ sung, đó là vì vậy. Nên kể cả hiện tại anh chị bây giờ đang như thế nào đó thì anh chị hãy lên cho mình cơ hội bổ sung đi, vì những cái mà chúng ta bao nhiêu năm gần đây thì chúng ta đã thiếu rồi, nhưng vì nó đang lấy lượng dự trữ trong cơ thể chúng ta, nó giống như cái dầu luyên của cơ thể, xe máy chúng ta á, là bây giờ nó đơn hơn 1.000 cây rồi, nó gần 2.000 cây rồi, anh chị thay đi, anh chị bổ sung đi, đừng chờ đến lúc mà nó hết sạch dầu luyên, lúc đó anh chị bị bệnh rồi thì anh chị phải gặp bác sĩ, cái xe máy nó hỏng rồi. Nên là lý do tại sao cũng là hai cái xe máy, hai người mua đi như nhau, nhưng tại sao có một người đi giữ gìn rất là tốt nhưng có những người thì sau 2 năm 3 năm nó tạ, không còn gì tạ hơn, nhưng có những người họ đi 10 năm, là cái người đi 10 năm đó họ liên tục bẩn, họ rửa 1.000 cây, một hơn 1.000 cây họ thay dầu, gần hết xăng họ đã đổ, đúng không ạ? Một năm họ đi bảo trì bảo dưỡng một lần, đi trên đường họ nhìn thấy những ổ voi ổ gà nó cũng không phi vào, họ đi chậm rãi thôi. Những cái người mà đi 3 năm cái phá thì họ làm sao ạ? Họ chờ nhiều lúc hết xăng họ phải dắt, họ chờ đến lúc 2.000 cây họ cũng thay dầu, 1 năm đến 2 3 năm họ không thể bảo dưỡng,
Đúng không ạ? Thế thì đấy chính là lý do nếu chúng ta biết chăm sóc sức khỏe cho chính mình thì chúng ta có sức khỏe tốt. Còn nếu chúng ta không biết, anh chị không sao đâu, anh chị vẫn chưa vấn đề gì đâu. Nhưng chờ nếu có vấn đề anh chị sẽ gặp bác sĩ. Lúc ấy họ bảo cắt, họ bảo sẹo, họ bảo cái gì đó là việc của anh chị. Anh chị phải không có sự lựa chọn vì anh chị đã giao sức khỏe của mình cho bác sĩ. Đó. Vậy thì đấy là lý do tại sao chúng ta phải bổ sung dinh dưỡng. Vì thực sự ở trong bữa ăn chúng ta bây giờ chúng ta đang mất cân đối rất là nguy hiểm. Đúng là chúng ta đang thiếu vitamin khoáng chất, thiếu chất xơ, thiếu nước, thiếu vận động, thiếu rất nhiều thứ. Và chúng ta dư thừa chất bảo quản, đường, mỡ, độc tố, gốc tự do, sẽ chết. Những cái món ăn nhanh, đúng không? Những món chiên xào, những công việc áp lực, stress, mệt mỏi, nó sinh ra rất nhiều những gốc tự do, nó tấn công cơ thể chúng ta, nó làm tổn thương các tế bào hết rồi. Nên là chúng ta hãy lên phòng ngay từ bây giờ thì chúng ta sẽ có sức khỏe tốt. À, và dinh dưỡng giúp bài trừ độc tố và tu bổ tế bào để cơ thể khỏe mạnh, thì chúng ta cần dinh dưỡng chứ không phải cần thuốc. Anh chị nhớ điều này. Chúng ta cần cơ thể khỏe mạnh là những tế bào chúng ta phải được khỏe mạnh, thì chúng ta cần dinh dưỡng để giúp các tế bào sinh ra nó thành những tế bào khỏe. Anh chị xây một ngôi nhà, nếu anh chị mua gạch loại xịn thì nó sẽ vững chắc hơn. Nếu anh chị cái gì cũng hàng rẻ thì nó chất lượng không bằng. Đó. Vậy thì hôm nay Tùng sẽ gửi cho anh chị xem một cái clip về tổ chức WHO thế giới, họ đánh giá thế nào về người Việt Nam mình hoặc trên toàn cầu, đúng không? Theo Tổ chức Y tế Thế giới, cần cung cấp cho cơ thể 5-9 khẩu phần, 400 gram trái cây và rau củ mỗi ngày. Bạn có biết lý do tại sao không? Bởi vì trái cây và rau củ giúp bạn có sức khỏe tốt hơn cho hôm nay, giúp hỗ trợ hệ miễn dịch và nguồn năng lượng của cơ thể. Trái cây và rau củ giúp bạn có sức khỏe tốt hơn trong tương lai, chung giúp cải thiện chất lượng cuộc sống. Tại sao cần dưỡng chất từ thực vật? Bạn có biết trái cây và rau củ chứa các thành phần có giá trị dinh dưỡng rất cao, được gọi là dưỡng chất thực vật, phytonutrient. Phyto theo tiếng Hy Lạp có nghĩa là thực vật, nutrient có nghĩa là những dưỡng chất của sự sống. Mỗi màu sắc của thực vật đều đem đến những lợi ích cho sức khỏe, bao gồm trái cây và rau quả màu tím giúp tăng cường sức khỏe của não bộ, trái cây và rau củ màu cam tốt cho đôi mắt, trái cây và rau củ màu xanh tốt cho hoạt động của tế bào, trái cây và rau củ màu đỏ tốt cho sức khỏe tim mạch, trái cây và rau củ màu trắng giúp hỗ trợ sức khỏe xương và khớp. Đó là lý do tại sao chúng ta cần phải ăn đa dạng các loại trái cây và rau củ với khẩu phần hợp lý. Tại sao lại bổ sung dinh dưỡng? Khoảng 75% dân số thế giới không ăn đủ số lượng trái cây và rau củ như được khuyến cáo. Vì bận rộn, vì điều kiện môi trường làm giảm lượng dưỡng chất trong rau củ, sẽ có sự mất cân đối giữa những gì chúng ta ăn và những gì chúng ta cần ăn. Vậy làm sao để giải quyết sự mất cân đối này? Chúng ta có thể giải quyết dễ dàng thông qua việc sử dụng thực phẩm bổ sung dinh dưỡng từ thực vật có chứa phytonutrient. Đó, anh chị thấy không? Rau củ quả rất là quan trọng, các màu sắc cũng rất là quan trọng. Nhưng chúng ta ăn có đủ màu không? Và 75% dân số thế giới trên toàn cầu á là thiếu vitamin khoáng chất. Đó, không ăn đủ được. Vậy thì anh chị tưởng tượng là cái 15% kia nó sẽ rơi vào những nước đất nước phát triển. Còn chúng ta là những nước đất nước đang phát triển và những nước mà dưới đang phát triển thì chắc chắn 100% chúng ta gần như đang rơi vào giai đoạn 75% những người đó. Vậy thì làm thế nào để có một bữa sáng đủ chất, đơn giản và tốt cho sức khỏe? Thực ra anh chị sẽ thấy là rất nhiều các công ty đang có những cái bữa sáng. Tùng không ý kiến. Thì giống như chúng ta, hôm nay người này thích ăn phở, người thích ăn xôi, người thích ăn bún, ăn cháo. Đấy là việc của mỗi người. Chúng ta không ý kiến. Và chúng ta sẽ có những sự lựa chọn riêng của chúng ta. Ví dụ hôm nay anh chị ăn phở vì anh chị phải có lý do gì đó, anh chị thích ăn phở. Anh chị ăn cái gì đó là phải có lý do. Vậy thì Tùng cũng vậy. Tùng lựa chọn cái gì, Tùng cũng phải có lý do để Tùng lựa chọn. Đúng không ạ? Vậy thì tiêu chí nào để lựa chọn cái dinh dưỡng chăm sóc sức khỏe là gì? Anh chị dựa nó tiêu chí nào? Và như Tùng nói lúc đầu, đầu tiên chính là phải chất lượng dinh dưỡng. Đó, chất lượng cái chất đó phải tốt. Vậy thì thương hiệu là giúp mình chăm sóc sức khỏe tốt hơn. Rất nhiều, nhà Tùng bán thuốc Tây, Tùng có rất nhiều của Đức, của Úc, rất rất nhiều loại. Vậy thì một trong lý do Tùng lựa chọn Nutrilite đó chính là tại sao chọn Nutrilite? Nutrilite là nhãn hiệu tiên phong về thực phẩm bổ sung dưỡng chất thực vật từ năm 1934. Với 80 năm dẫn đầu về khoa học và nghiên cứu,
thực phẩm bổ sung dinh dưỡng Nutrilite chứa những thành phần phytonutrient tốt nhất và hiệu quả nhất. Quy trình sản xuất độc quyền từ khâu chọn hạt giống đến thành phẩm của Nutrilite giúp đảm bảo cung cấp phytonutrient trong bột đông khô thực vật với hàm lượng cao, giúp tạo ra những sản phẩm an toàn, chất lượng cao và đáng tin cậy. Đó là cầu nối giúp cân bằng lượng dinh dưỡng thiếu hụt. Nutrilite giúp mọi người có sức khỏe tốt hơn. Đó là lý do tại sao Nutrilite là nhãn hiệu vitamin và thực phẩm bổ sung dinh dưỡng bán chạy số 1 thế giới. Và cái bữa ăn mà Tùng lựa chọn của Nutrilite á, đó chính là cái bữa ăn hạnh phúc này. Nó gồm một hộp Bodyki, một hộp sơ và một hộp protein. Đây chính là cái bộ bữa ăn hạnh phúc. Đó, để trộn lại là chúng ta thành một cái bữa ăn. Trong bữa ăn đó nó sẽ đầy đủ những cái chất dinh dưỡng gọi là một cách cơ bản để giúp chúng ta có sức khỏe tốt. À, vậy thì lợi ích của bữa ăn hạnh phúc ấy, thì nó rất là rõ ràng. Nó cung cấp năng lượng cần thiết cho mỗi ngày, thay thế cân bằng dinh dưỡng, ít đường và ít chất béo. À, vitamin E thì hỗ trợ nội tiết, đó, điều chỉnh hormone và giúp làn da đẹp và mịn. Và trong đó có cả vitamin E luôn. Chất xơ hỗ trợ đường ruột, đại tràng và nhuận tràng. Anh chị thấy không? Và hàm lượng protein chất lượng cao giúp tăng cơ, giảm mỡ và xây dựng những tế bào tốt hơn. Đúng không? Và tiện lợi sử dụng mọi lúc mọi nơi. Cũng như là lysitin giúp nhũ tương chất béo có trong huyết quản thanh lọc máu. Nó chỉ một phần thôi anh chị nhá, chứ không phải tất cả. Và đặc biệt hơn là cung cấp 40 loại chất dinh dưỡng cần thiết để giúp cơ thể điều chỉnh, hoàn chỉnh, phục hồi, phát triển tế bào và chống lão hóa luôn. Đặc biệt hơn nữa là cung cấp 17 loại dưỡng chất thực vật chứa nhiều chất chống oxy hóa, giúp cơ thể chống lão hóa, chống lại gốc tự do để tấn công các tế bào và tăng cường sức đề kháng của hệ miễn dịch, giúp phòng tránh các bệnh mãn tính, thậm chí có thể là ung thư. Vì cái dưỡng chất thực vật này hỗ trợ phòng chống, đúng không? Những cái gọi là chất oxy hóa. Vậy thì tại sao lại là thương hiệu Nutrilite? Tùng sẽ bóc tách cho anh chị một số cái yếu tố. Thứ nhất là di sản lịch sử là đúng tròn 90 năm rồi. Tròn 90 năm rồi, đúng không? Cái nữa đó là tinh hoa từ khoa học, tinh túy từ thiên nhiên. Cái điều này rất là quan trọng. Và đây là thương hiệu vitamin khoáng chất đầu tiên trên thế giới, anh chị nhé. Và đôi khi đầu tiên chưa chắc đã tồn tại được. Có rất nhiều công ty họ mở ra, họ nghiên cứu ra một cái gì đó, họ mở ra nhưng một thời gian sau họ không tồn tại được. Vậy anh chị tưởng tượng là năm nay là tròn 90 năm rồi, thì anh chị biết là cái lịch sử lâu đời đó nó nói lên rất nhiều điều, đúng không ạ? Mà tinh hoa từ khoa học, tinh túy từ thiên nhiên, và đặc biệt là 15 năm bán chạy số 1 thế giới, doanh số bán chạy số 1 thế giới. Tùng sẽ không nói Nutrilite là tốt nhất thế giới, mà Tùng sẽ nói là doanh số cao nhất thế giới. Vậy thì cao nhất thế giới tức là phải nhiều người dùng nhất thì nó mới có doanh số như vậy, đúng không ạ? Đó, thì anh chị sẽ tự cho mình lựa chọn những cái gì cho tốt, đúng không ạ? Và tinh túy từ thiên nhiên đó là gì? Anh chị sẽ thấy là tinh túy thiên nhiên đó là từ thiên nhiên thì nó có nông trang hữu cơ. Và đặc biệt là tổ chức nông trang hữu cơ này được theo tiêu chuẩn chứng nhận của USDA, là Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ. Anh chị lưu ý cái thông tin này để lúc anh chị chia sẻ demo những sản phẩm, anh chị nói với họ là nông trang hữu cơ, đúng không? Được chứng nhận theo tiêu chuẩn USDA của Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ. Được chưa? Thì trên thế giới hiện tại có 3 cái nông trang hữu cơ. Và từ hạt giống đến thành phẩm là khép kín luôn. Phân tích chọn hạt giống này, tuyển chọn hạt giống này, tìm nông trại phù hợp này, canh tác hữu cơ này, thu hoạch này, chiết xuất này, dưỡng chất này, phân tích kiểm định này, đóng gói này, và đến tay người tiêu dùng, nó là khép kín luôn. Đúng không? Đảm bảo là giữ lại chất dinh dưỡng nhiều nhất. Đó. Và khi mà Tùng được học ấy, thì Tùng giật mình khi mà Tùng biết là để từ lúc họ thu hoạch đến lúc họ tạo ra cái bột ấy là chỉ trong vòng có 4 giờ thôi. Vì anh chị biết là sau 4 giờ thì chất lượng dinh dưỡng trong những cái thực phẩm đó nó sẽ mất đi rất nhiều. Thế thì anh chị thấy được không? Rau người ta ngắt từ sáng sớm, xong người ta ra chợ người ta bán là bao nhiêu tiếng rồi, xong mình mua về, mình lại để đến trưa mình nấu thằng bao nhiêu tiếng rồi, sau đó mình lại cho tủ lạnh ấy, để đến chiều, để đến ngày hôm sau ăn thì bao nhiêu tiếng rồi, thì còn chất dinh dưỡng không? Hay là chỉ còn cái bã? Đó, thì tự anh chị biết được là mình có đủ chất hay thiếu chất. Nên tại sao bây giờ sức khỏe mình không tốt là vì vậy. Nó là một quá trình rồi anh chị nhé. Và chứng nhận Nutricert. Thì cái chứng nhận này ấy, anh chị cũng lưu ý một chút. Là vì cái nông trang hữu cơ nó có 3 cái, nó không thể đáp ứng được hết tất cả những chất để có thể sản xuất được trên toàn cầu. Thì Nutricert đó là những cái nông trang hữu cơ
mà được Nutrisert, được Nutrinai ấy, họ bắt phải làm theo đúng tiêu chuẩn theo Nutrinai, nhưng nó không thể đảm bảo 100% USDA được, nhưng mà theo tiêu chuẩn của nó là tương xứng thì nó mới cấp cho cái chứng nhận là Nutrisert đó. Đúng là cũng phải là canh tác hữu cơ thì mới được cấp chứng nhận này đó, của Nutrinai. Thì anh chị biết là đó chính là cái chứng nhận Nutrisert để cho những cái lông trang mà gọi là Amway kết hợp. Ví dụ như là Tùng biết là ở Nghệ, trong cái đáp ích của mình ấy, là từ Campuchia, vì chỉ trên toàn cầu chỉ có vùng đó ở Campuchia là Nghệ ra chất lượng tốt nhất, anh chị thấy không? Nên là họ sẽ nghiên cứu ở vùng nào để tạo ra cái sản phẩm và nguyên liệu tốt nhất để họ lựa chọn vào. Và cái dưỡng chất thực vật này chính là tiên phong dưỡng chất thực vật, nó như là cả công ty về tiên phong dưỡng chất thực vật bổ sung vào để hỗ trợ phòng chống chống gốc tự do, chống oxy hóa. Vậy thì tinh hoa từ khoa học đó thể hiện là cái gì? Thứ nhất đó chính là viện nghiên cứu Nutrilite sở hữu 100 cái phòng thí nghiệm trên toàn cầu. Cái này cũng rất là hay để anh chị có chia sẻ cho khách hàng là đôi khi hàng sách tay không phải không tốt nhưng chưa chắc đã hiệu quả. Bởi vì hàng của mỗi một quốc gia là họ sẽ nghiên cứu cho người quốc gia đó. Hàng của Úc đó là nghiên cứu cho người Úc chứ không phải nghiên cứu cho người Việt Nam. Đúng không ạ? Vậy thì anh chị sẽ thấy được là người Việt Nam mình thì Amway họ sẽ nghiên cứu cái sản phẩm phải phù hợp con người, khí hậu, bệnh lý của người Việt Nam để đưa ra cái hàm lượng phù hợp nhất. Nên là chúng ta dùng hàng Nutrilite ở Việt Nam là tốt nhất, anh chị nhé. Nó phù hợp nhất cho chúng ta. Đó. Và đội ngũ nhà khoa học chuyên gia dinh dưỡng thì có hơn 1.000 nhà khoa học, kỹ sư và chuyên gia dinh dưỡng, hơn 150 cái bằng sáng chế được đã được cấp. Anh chị thấy không? Trong vấn đề về bao bì công nghệ và lĩnh vực và dinh dưỡng sức khỏe. Tức là Nutrinai họ sở hữu rất nhiều các nhà khoa học trên toàn cầu để họ kết hợp lại để nghiên cứu, tìm hiểu và sản xuất ra những sản phẩm. Và họ đã, tức là bây giờ họ đang nghiên cứu sản phẩm để 10 năm nữa đưa vào thị trường rồi. Họ đã nghiên cứu hết rồi anh chị nhé. Đó. Và kết hợp giữa tự nhiên và tổng hợp, tiên phong trong lĩnh vực từ dưỡng chất thực vật, góp phần mang lại những sản phẩm bán chạy số 1 thế giới. Vậy thì hôm nay tôi chia sẻ anh chị câu chuyện ở đây à. Thực ra là thị trường có rất nhiều những thực phẩm bổ sung, và nó cũng nói là vitamin C nó cũng tăng sức đề kháng. Tùng không ý kiến là vitamin C không tăng sức đề kháng nhé. Nhưng cái câu chuyện đặt ra là cái thực phẩm đó, cái nguyên liệu đó nó có tốt hay không, đó là câu chuyện chúng ta phải biết. Còn Nutrilite thì tất cả nguồn gốc nguyên liệu đó chúng ta đảm bảo an toàn. Nên chia sẻ với anh chị, lúc mà Tùng bị đi xe ô tô, đi xe máy bị cái ô tô nó tạt gãy tay, thì lúc đó vào bệnh viện thì họ chụp, họ bảo bị gãy và họ kê cho Tùng một loạt những cái thuốc vitamin, canxi, glucosamine, vitamin hóa chất, thì Tùng không có mua và Tùng cũng không lấy cửa hàng thuốc của nhà Tùng, mà Tùng về Tùng lấy hoàn toàn của Nutrilite. Vì Tùng biết một điều là cái mà mình mua ở ngoài kia mình không biết được nguồn gốc nguyên liệu nó ra sao, công nghệ nó ra sao, đôi khi dùng nó lại còn có tác dụng không tốt, ảnh hưởng đến gan thận của mình. Còn mình dùng những cái Nutrilite này, nó là thực ăn, nó là thực phẩm tốt nhất, không có tác dụng phụ và nguồn gốc nguyên liệu nó tốt nhất, nên là mình sướng nhất. Đó, chứ không phải là ở thị trường không có nhỉ, thị trường cũng có những sản phẩm. Đó, nên là tại sao Tùng hay lựa chọn là Tùng bảo là nếu như những cái gì đó mà Amway không có thì Tùng sẽ lựa chọn bên ngoài. Còn nếu như Amway có thì nhất định Tùng sẽ ưu tiên đầu tiên đó là Amway, vì chính là cái nguồn gốc nguyên liệu của nó và cái công nghệ của nó giữ được nhiều chất nhất. Còn Tùng thừa biết là sản xuất ở Việt Nam mình thì công nghệ nó ra sao, vì Tùng đã là thằng đi về sản xuất. Đó, thì câu chuyện ở đây chính là mình lựa chọn những gì tốt nhất thôi để mình dùng cho chính cơ thể người mình thôi. Và sự khác biệt giữa thuốc và thực phẩm bảo vệ sức khỏe đó chính là thuốc nó là điều trị các loại bệnh nó nhất định và theo sự gọi là chuẩn đoán và cho phép của bác sĩ dùng để điều trị, nên dùng chỉ có một thời gian thôi. Nhưng thực phẩm bảo vệ sức khỏe là sử dụng như một phần dinh dưỡng hàng ngày, sử dụng hàng ngày anh chị nhé, với liều lượng hợp lý, không cần sự chuẩn đoán và cho phép của bác sĩ, dùng để hỗ trợ sức khỏe tối ưu và ngăn ngừa bệnh tật. Thế thì hôm nay Tùng sẽ chia sẻ với anh chị một chút là tại sao lại là sử dụng hàng ngày. Nhiều người nói là ô dùng cái này hàng ngày thì có sợ quá liều không? Anh chị tưởng tượng là trong bữa ăn của anh chị hàng ngày vẫn đang thiếu, trước đây thiếu và hàng ngày đang thiếu. Vậy thì nếu anh chị dùng theo đúng cái bao bì ghi ở bên ngoài, nó là bổ sung hàng ngày. Ví dụ hôm nay tôi dùng, tức là bổ sung ngày hôm nay theo lừa của cái bao bì. Vậy thì những ngày trước anh chị đang thiếu thì anh chị có phải bổ sung nữa không? Nếu anh chị vẫn dùng theo liều đó thì anh chị sẽ không bao giờ bù lại cái lượng thiếu của anh chị. Nên tại sao cần lắm chúng ta phải dùng cái liều cao giai đoạn đầu tiên là vì vậy, để nó hỗ trợ chúng ta đủ lại cái lượng chúng ta thiếu ngày trước đã. Thì sau đó chúng ta ổn định rồi thì chúng ta bắt đầu dùng đủ hàng ngày để chúng ta duy trì hiện tại. Nên tại sao rất nhiều người bảo tại sao phải dùng liều cao? Vì đơn giản là anh chị dùng liều thấp thì anh chị không đủ được cái anh chị đang thiếu ngày trước đây.
anh chỉ đủ hiện cái hiện tại này. Tất cả những cái gì ghi trên bao bì hiện tại của sản phẩm mình đó là bổ sung hàng ngày dành cho những người đang bình thường để bổ sung. Còn chúng ta là những người đang bị thiếu rồi mà. Nếu chúng ta hôm nay bắt dùng, đầu dùng 50 tuổi thì có phải là chúng ta đã mất rất nhiều năm được trước đây chúng ta đang ăn thiếu chất đúng không? Thì chúng ta đang thiếu rồi. Một cái bể nước mà cái vòi chảy ra nó rất là to, nó đang cạn rồi. Thì bây giờ chúng ta lại bổ sung hàng ngày thì chúng ta chỉ bằng cái lượng nó chảy ra ngày hôm nay thôi. Thì chúng ta không bao giờ đầy được cái bể nước đó. Nên tại sao cần lắm là chúng ta dùng một liều cao lên một chút. Nên hôm trước lãnh đạo Cả Nhân Dung có nói về một số cái dinh dưỡng hoặc để liều cao lên một chút là để giúp chúng ta là dùng để hỗ trợ chúng ta nhanh hơn, để phục hồi nhanh hơn. Và liều cao đó không phải là một hai ngày có thể nhanh chóng đầy được cái cơ thể chúng ta đang thiếu rất nhiều đó, mà chúng ta dùng có thể phải 3 đến 6 tháng thì chúng ta mới thấy được cái hiệu quả của nó. Nhưng rất nhiều người khi chia sẻ thì không có tin tưởng, lại nghĩ là ôi dùng thế thì nhiều thế thì có làm sao không. Xin thưa với anh chị, nếu có làm sao Tùng là người đi đầu tiên trong cái nhóm của mình, lãnh đạo Hồng Hà đi trước, Tùng là người đi thứ hai đó. Và đặc biệt cái này á, thì nó không phải cần phải chuẩn đoán, không phải phải bác sĩ họ cho phép hay không cho phép, mà là chúng ta chỉ cần nghe những tư vấn viên dinh dưỡng là họ hiểu là anh chị đang thừa thiếu hoặc là anh chị đang dùng cái gì rồi, cần thêm cái gì thôi để anh chị điều chỉnh thôi, chứ không nhất thiết phải dinh dưỡng. Và nếu như bác sĩ thì phải là bác sĩ dinh dưỡng chứ không phải bác sĩ chữa bệnh. Hôm nay Tùng nói thật với anh chị luôn, rất nhiều bác sĩ không hiểu về dinh dưỡng, họ là điều trị bệnh chứ họ không hiểu về dinh dưỡng. Bác dinh dưỡng phải là bác sĩ dinh dưỡng, đúng không? Hoặc là những chuyên vấn dinh dưỡng như Tùng chẳng hạn, những người được học tập, được có kiến thức thì mới chia sẻ đúng. Nên chúng ta hỏi cũng không phải ai chúng ta cũng biết họ, nên chúng ta tin cũng vậy, không phải ai chúng ta cũng phải tin, kể cả là bác sĩ. Tùng nói đây không phải nghĩa là anh chị không được tin bác sĩ, mà ý Tùng muốn nói câu chuyện là bác sĩ phải hỏi đúng bác sĩ, đúng không? Họ đang bị bệnh điều trị, ok đúng. Đó, dùng để hỗ trợ sức khỏe và tối ưu ngăn ngừa bệnh tật. Nên là ở nước ngoài ấy, những cái vitamin khoáng chất này họ bán đầy, họ đâu cần bác sĩ phải chỉ định. Mỗi người ta mua về người ta dùng, người ta là những người người ta đầy đủ chất thôi. Thỉnh thoảng một tháng, hai ba tháng người ta dùng, hoặc người ta dùng liều lượng nào người ta đã được cân đối qua rồi, người ta cứ mua về người ta dùng, người ta đâu cần phải như Việt Nam mình là ui tôi phải hỏi xem bác sĩ thế nào, bác sĩ thế kia. Anh đang dùng rất nhiều thuốc kháng sinh thì việc của anh là dùng bổ sung cái gan vào, đúng không ạ, để hỗ trợ. Còn lại nếu anh không dùng, đến lúc anh bị bệnh gan rồi anh đi gặp bác sĩ cho anh thuốc chữa gan. Còn nếu anh không muốn gặp bác sĩ trước gan thì anh hỗ trợ luôn đó. Nên là cái này cũng là dùng hàng ngày, anh chị nhớ giúp Tùng nhé, và liều dùng là hợp lý. Ví dụ như Tùng bây giờ Tùng dùng hợp lý đâu, thì sau 15 Tùng dùng nó khác. Nhưng có những người mới người, hoặc anh chị dùng một số thứ chưa đầy đủ thì anh chị sẽ dùng liều khác đó. Và tất cả chúng ta, sản phẩm chúng ta nó là thực phẩm bảo vệ sức khỏe nên nó rất là an toàn. Nó chỉ có một cái nó là không an toàn, đó là anh chị lưu ý giúp Tùng, đó là ví dụ chúng ta những có những người bị kích ứng với thành phần nào đó thì không cứ gì vitamin của mình mà tất cả những sản phẩm khác trên thị trường kể cả thuốc tây, có những người uống phát là bị dị ứng, bị thế nọ định kia, thì chúng ta phải lưu ý những cái kích ứng đó, đúng không? Và cái vitamin ngoài thị trường ấy, thì thứ nhất nó bào chế khác nhau, không phải là thực vật đó, từ thực vật đã. Cái thứ hai ấy, đó là không có dưỡng chất thực vật đó. Và anh chị biết là cái dưỡng chất thực vật này hôm nay chúng tôi chia sẻ sâu anh chị, nó là cái rất là hay. Nó là bao gồm rất nhiều thành phần và các cấu trúc khác nhau tăng cường khả năng, tăng cường sức khỏe. Và dưỡng chất thực vật có thể thay đổi quá trình trao đổi chất của tế bào liên quan đến việc cải thiện sức khỏe và bảo vệ chống lại các bệnh mãn tính, hoặc thay đổi theo hướng tích cực đối với các dấu hiệu của bệnh mãn tính. Và dưỡng chất thực vật bao gồm các hợp chất rất rộng và đa dạng, được sản xuất và tích trữ trữ trong thực phẩm thực vật, bao gồm các trái cây, rau củ quả, một số các sản phẩm cacao nguồn gốc. Anh chị cứ hiểu nôm na nhè cho dễ này, tất cả những cái rau củ quả nó có lớp vỏ đúng không, thì đấy chính là lớp dưỡng chất thực vật. Nếu rau củ quả màu tím thì đấy là màu tím dưỡng chất thực vật, màu tím. Màu xanh thì là màu xanh, màu trắng thì mỗi một cái màu đó là cái dưỡng chất thực vật một màu đó. Cái vỏ chanh nó rất là tốt, thì chúng ta ăn chúng ta bỏ đi, chúng ta vắt cái vỏ nõi bên trong, đúng không ạ? Chúng ta thấy rất nhiều những cái vỏ chúng ta đã bỏ đi rồi vì chúng ta không thể ăn được nó, thì họ dùng công nghệ Lutronite, họ dùng công nghệ khoa học, họ bóc tách tất cả những chất oxy hóa, những cái chất dưỡng chất thực vật ở những cái mà chúng ta hãy bỏ đi đó, của tất loại thực phẩm đó, họ đưa vào tạo ra dưỡng chất thực vật để giúp chúng ta hấp thu được và chống sinh ra những cái, chống hỗ trợ chúng ta, chống những cái không tốt trong cơ thể chúng ta. Nên thực sự anh chị là khi Tùng tìm hiểu, Tùng rất là yêu cái đáp ích, vì nó là đa vitamin khoáng chất, đặc biệt nó có dưỡng chất thực vật rất là mạnh. Mà mẹ Tùng vừa rồi là dùng đáp ích rất là cứ ngày hai lần, hai ngày hai cữ, dùng rất là phải luôn cái đáp ích đó, vì nó chống tự do, chống oxy hóa rất là mạnh đấy, anh chị thấy không? Và đây chính là những cái màu sắc của dưỡng chất thực vật, mỗi một cái màu nó tốt sức khỏe khác nhau. Màu trắng tốt cho xương mạch, đúng không?
anh chị thấy không, duy trì hỗ trợ cho có xương này, bảo vệ động mạch này, màu cam tốt cho mắt này, duy trì độ ẩn của làn da này, hỗ trợ màu đỏ tốt cho hệ tuyến tiền liệt mà ADN này, màu tím tốt cho gì ạ, cho não bộ này, đúng không anh chị thấy không, màu xanh tốt cho đó, sự phát triển của tế bào. Ngoài ra rất nhiều cái yếu tố khác nữa, thì anh chị cứ dần dần từng bước anh chị tìm hiểu. Nhưng mà cái dưỡng chất thực vật này là cái cực kỳ tuyệt vời luôn, mà những vitamin khoáng chất khác không bao giờ có ở ngoài thị trường á, những cái mà ở cửa hàng thuốc á. À, còn lại một số công ty những thực phẩm chức năng thì bây giờ họ cũng bắt đầu đưa vào rồi đó, nhưng mà Nutrilite mình thì rất là kinh khủng, họ đã đưa từ lâu rồi, vô hiệu hóa này, vô hiệu hóa các gốc tự do, giữ cho sự tăng sinh tế bào trong mức độ kiểm soát, ức chế các yếu tố gây ung thư. Tất cả những cái này á, là Tùng được lấy từ viện dinh dưỡng quốc gia của các thầy cô nhé, Tùng đưa ra cho anh chị rồi. Điều tiết hoạt động của enzyme, kích thích hệ thống miễn dịch, điều hóa hormone, kiểm soát hoạt động miễn dịch và kháng khuẩn và kháng virus. Anh chị thấy không? Nên là cái dưỡng chất vật nó cực kỳ quan trọng. Thì đáp ứng là cái viên đa vitamin chất thôi. Đó. Ok. Tùng sẽ nói lướt qua thôi. Tại sao dùng dưỡng chất thực vật thì chúng ta đã biết rồi đúng không? Bổ sung vitamin khoáng chất 7 ngày giúp tinh thần sảng khoái và tràn đầy năng lượng, làm sạch đường ruột, đường tiêu hóa đúng không? Sử dụng 30 ngày thì sức đề kháng tăng lên rõ rệt, 6 tháng sử dụng thay mới các tế bào trong cơ thể, giúp cơ thể luôn luôn tươi trẻ và khỏe mạnh. Nhưng mà Tùng nói với anh chị luôn ở đây nhá, là dùng cái này là dùng đúng, dùng đủ nhá, chứ không phải là anh chị bảo là ôi ngày anh chị dùng một muỗng Happy Meal, anh chị bảo sau 7 ngày tôi vẫn chẳng thấy gì. Nên Tùng vẫn nói anh chị rồi, số lượng nó rất là quan trọng, liều lượng dùng rất là quan trọng. Và cái mùng Tùng sẽ bóc tách ra một chút, đó là phẩm bảo vệ sức khỏe Body Key. Nó sẽ làm gồm 12 loại vitamin, 10 khoáng chất, 5 gram chất xơ, 17 gram protein và 6,5 gram chất béo và 205 kilocalo. Đó. Protein là đậu lành phân lập, xơ yến mạch. Tùng chia sẻ với anh chị điều này nha, cái protein của mình ấy, là những người bị u hoàn toàn dùng bình thường không vấn đề gì cả. Cái câu chuyện ở đây, cái từ phân lập là họ đã phân lập tất cả những cái không tốt trong cái đậu lành rồi, họ chỉ giữ lại những cái tốt, nó không kích thích phát triển gì tế bào ung thư cả, nên anh chị đừng có lo lắng quá. Nên là tại sao Tùng vẫn nói là anh chị phải hiểu, anh chị tin, vì Tùng có rất nhiều những anh chị, thậm chí cả chị gái Tùng cũng bị u tuyến giáp, dùng cũng có làm sao đâu đúng không ạ, rất nhiều, kể cả mẹ Tùng bị thì cũng đã dùng có làm sao đâu. Nên anh chị hãy hiểu là mình phải hiểu vấn đề, chứ đừng có nghe người ảo nói, mà mình phải là tự người đi tìm hiểu kiểm chứng nó, thì đừng có tin ai, những cái người người ta không biết người ta nói, người ta chỉ nghe nó đậu lành là gây bị thế nọ bị thế kia, là mình không kiểm chứng là mình tin không được, hãy tự cho mình cơ hội kiểm chứng. Và đậu lành ấy, thì đậu lành có rất nhiều loại, có những loại biến đổi gen, có những loại là bình thường giống như chúng ta ăn đậu ngoài kia thì mới gọi là rất là sợ, vì đậu đấy là đậu không phân lập, đậu đấy là đậu đôi khi nó lẫn tạp cả những đậu biến đổi gen, thì chúng ta ăn vào thì nó sinh ra vấn đề sức khỏe là đúng rồi đúng không ạ, nhưng mà đấy là chúng ta phải hiểu biết nó là liên quan đến khoa học, nó bóc tách ra rồi đó. Xơ từ yến mạch, chất béo từ dầu hướng dương và dầu dừa đó, và vitamin và khoáng chất. Thì đặc biệt đây là một cái gói bữa ăn cơ bản rồi. Nên là nếu muốn tốt hơn nữa thì chúng ta cần phải kết hợp thêm đó, và cái này giúp cho mình duy trì vóc dáng này, hạn chế cơn đói này, thì mình kết hợp thêm protein này nữa thì cái bữa ăn của mình nó toàn diện hơn chút đó. Nên là nhiều người bảo Tùng là ô thế cái bữa ăn, cái gói body key này bữa ăn rồi thì tại sao lại cần phải thêm cái này nữa, thì giống như anh chị ăn một bữa ấy, nó là gọi là bữa cơ bản thôi. Nhưng anh chị muốn thịnh soạn thì anh chị cần phải thêm những cái thứ khác đúng không? Thế cần gì phải đi ăn ngoài hàng, đôi khi có những món ăn rất là ngon mình không bao giờ làm được. Thì chúng ta kết hợp cái đạm protein này là đạm thực vật này, là gồm 10% lúa mì này, đậu Hà Lan là 7,5% này và 80,6% đó là đậu nành. Cũng đã phân lập, không biến đổi gen. Tùng rất thích vì Tùng cũng không thích cái sản phẩm biến đổi gen. Ở đây là nó là thích thôi nhá, chứ không mình Tùng cũng bảo là tất cả mọi người đều phải như vậy, không phải, mà câu chuyện ở đây là Tùng không thích, đơn giản là vậy thôi. Thì Tùng lựa chọn những cái gì nó an toàn thôi đó. 20 axit amin, 9 loại axit amin thiết yếu mà cơ thể người mình không tổng hợp được, và chỉ số hấp thu pro carb bằng 1. Hôm nay đã chia sẻ anh chị một chút về cái này để anh chị có câu chuyện để nói chuyện với khách hàng. Một cái protein ấy nó rất là quan trọng, đó chính là axit amin thiết yếu. Còn axit amin, rất nhiều loại axit amin mà cơ thể người mình nó tự ăn thực phẩm mà nó tổng hợp được, nhưng cái chín là thiết yếu này là không tổng hợp được, phải bắt buộc phải cung cấp từ bên ngoài bạn. Thế thì câu chuyện đặt ra là axit amin chín loại
Có rất nhiều công ty có, nhưng câu chuyện tỷ lệ nó làm sao khớp với cơ thể người mình cần thì không phải công ty nào cũng có. Và chỉ có khớp thì chỉ số hấp thu của nó là 100%, đó là bằng 1, là chỉ số Bodo Cap. Anh chị nhớ điều này. Giống như kiểu cái ổ khóa thì có rất nhiều cái chìa sẽ đút vào cái ổ khóa nó vừa, nhưng chỉ có duy nhất một cái chìa nó sẽ vừa, nó mở được cái ổ khóa. Và một muỗng đó là tương đương với 40 gram, không chứa cholesterol, ít chất béo bão hòa, dễ tiêu hóa. Một muỗng gạo là 10 gram, trong đó có 8 gram đạm nguyên chất chất lượng cao, anh chị nhớ nhá, chứ không phải 10 gram đó là 10 gram đạm đâu nhá. Lưu ý như này, Tùng hôm nay chia sẻ rất nhiều thông tin chính thống luôn để anh chị chia sẻ cho khách hàng đó. Tùng không thích sự nói quá nên là nhớ giúp Tùng điều này. Và protein này thì nó giúp trẻ hóa làn da vì nó xây dựng tế bào mà, giảm nguy cơ tim mạch. Những người dùng bị tim mạch dùng thì cũng giảm khả năng bị tim mạch. Ở Mỹ họ chứng minh là những người là dùng lượng protein gọi là đủ thì sẽ giảm được 15% bệnh tim mạch. Vậy thì lại như là nó đủ thì anh chị cứ lấy trọng lượng chúng ta nhân lên 10 thôi, đúng không? Ví dụ như 60 cân thì một ngày chúng ta cần 60 gram protein đấy, thì chúng ta sẽ bổ sung và duy trì cơ thể, xây cơ này, và đặc biệt hơn là kiểm soát cơn đói này. Đó, đó nó kết hợp lại thì giúp chúng ta tốt hơn. Và đặc biệt hơn chất xơ, và chất xơ này là chất xơ gọi là xơ hòa tan, nó giúp cho chúng ta là nhuận tràng tốt hơn này, và prebiotic trong cái, nó giúp cho chất xơ hòa tan này hỗ trợ cho giảm cholesterol trong máu này đấy, và kiểm soát cân nặng này đó. Hòa tan này giúp cho chúng ta là cân bằng hệ vi sinh đường ruột này. 75% sức khỏe của chúng ta liên quan đến hệ miễn dịch, thì trong đó có 75% là từ đường tiêu hóa của chúng ta, nó khỏe thì nó sẽ quyết định 75% hệ miễn dịch chúng ta khỏe mạnh. Thì đây là chất xơ mới mà dùng cũng rất là thích, là sáng chúng ta làm một gói thì nó cũng hỗ trợ chúng ta rất nhiều vấn đề về sức khỏe, như là nhuận tràng, như là giảm cholesterol, cùng trước bữa ăn thì cũng giảm chúng ta, nếu chúng ta trộn thành một bữa rồi thì rất là ok rồi, đúng không? Và cũng rất nhiều những người đang sử dụng cái bộ Happy Meal này rồi. Thì đây cũng là một cái chút mà Tùng chia sẻ với anh chị về cái câu chuyện mà Tùng dùng hỗ trợ điều trị cho mẹ Tùng. Anh chị có thể nhìn thấy đúng không ạ? Mẹ Tùng thì cũng hôm nay đang chia sẻ ở nhà thì không nói cái điều đó, nhưng thực sự là lúc đó rất là căng thẳng. T là T4 rồi, và 2/7 hạch thì nó di căn đầu đó. Thế nhưng mà anh chị biết không, Tùng thì Tùng hiểu về dinh dưỡng nên là dùng 100% tất cả là dinh dưỡng. Đi viện mổ cắt đi thôi, sau đó dùng 100% dinh dưỡng. Đây có đáp ích kìa, anh chị thấy không? Một bộ đi kỳ, trước đây là có bộ sơ, là sơ cũ là xay ra, bây giờ sơ mới rất là tiện, là gói rồi xay ra trộn vào thành bữa ăn đó. Và omega 3 đáp ích đó, lợi khuẩn rất là tốt cho hệ miễn dịch, đường tiêu hóa nó khỏe đó. Gan rất là tốt cho những người mà dùng rất nhiều thuốc như vậy thì phải dùng gan, sức khỏe là gan cho nó khỏe lên đó, và rất nhiều thứ khác. Đây cũng là một cái câu chuyện niềm tin hay không niềm tin. Trước đây lúc khỏe thì bà dùng đi, thì bà tao làm sao đâu phải dùng, không làm sao cả thì phải làm sao cho phải dùng. Thì anh chị biết là giao sót thì sao còn được chuối, chúng ta không thể nào cậy miệng ra mà cho vào được, đúng không? Chúng ta không thể nào bắt người khác phải dùng được, kể cả dù bố mẹ chúng ta, dù thì chúng ta. Nhưng khi đến lúc mà có vấn đề sức khỏe rồi thì lúc đó làm sao đấy, thôi thì mình biết thì mình xử lý, đúng không ạ? Thì lúc đó bảo là bác sĩ bắt phải dùng thì tin, thì bác sĩ nói thì phải nghe mà. Nhưng thực ra bác sĩ nào đâu, chẳng có bác sĩ nào bảo dùng cả, mình là người quyết định dùng. Cái lúc vào viện thì bác sĩ hỏi có mua sữa, mua cháo gì cho bà dùng để có tăng sức khỏe để bà mổ không, mà không, nhà em có hết rồi, em mang đi. Và cứ vài tiếng Tùng lại pha cho bà uống. Anh chị thấy không? Nên cái câu chuyện 7 ngày hay là uống 3 tháng hay 6 tháng nó liên quan đến cái lượng hàm lượng uống. Lúc đó mẹ Tùng là chỉ có uống cái đó, trong những ngày ở viện 15 ngày đó chỉ có uống mỗi dinh dưỡng, không có dùng bất kỳ gì cả. Và dùng các vitamin khoáng chất cộng với dinh dưỡng, cứ vài tiếng Tùng lại pha 2 muỗng cho bà uống. Và sau 15 ngày từ lúc vào viện đến lúc mổ đi về có đúng 15 ngày mà là 75 tuổi, sức khỏe rất tốt luôn. Đó, một cái bình lắc rất là tiện. Đấy, 45 ngày đã đi chơi rồi. Từ hôm mổ đến hôm 45 ngày sau đấy là đi chơi tung tăng. Nên là cái câu chuyện đó là, và sau đó anh chị biết cái kết quả sau 8 tháng thì anh chị giật mình luôn, các cơ quan khác nó chưa phát hiện bệnh lý luôn, tức là nó dừng lại hết tất cả mọi thứ. Đây chỉ có 8 tháng thôi anh chị nhá. Là Tùng đi khám lại là nó đã rất ok rồi. Cái Tùng muốn nói ở đây là anh chị biết không? Đấy, khi mình dùng nó bắt đầu sửa chữa, nó bắt đầu phục hồi tế bào,
tổn thương nó phục hồi lại, nó sinh ra những tế bào mới, và dùng một cái liều cao. Giai đoạn đó Tùng cắt hết tất cả những cái động vật đi, bốn chân là Tùng bỏ, không cho ăn muối, dưa chua, muối, đồ ngọt, cắt cắt những cái gì mà nó là môi trường, tạo ra môi trường để giúp cho tế bào ung thư phát triển, cắt hết. Nhưng mà chỉ dùng dinh dưỡng, rau củ quả hấp, thỉnh thoảng ăn một chút, ăn cháo, ăn một chút, và thỉnh thoảng ăn một chút hải sản, một lâu lâu cho ăn ít ức gà trắng, gọi là có một chút động vật, ít thôi, nhưng mà ăn những cái chỗ nào tốt của con động vật này. Còn lại 100% dùng dinh dưỡng. Vậy thì anh chị tưởng tượng nếu như một người bình thường mà không bổ sung dinh dưỡng thì ăn uống như vậy làm sao đủ chất mà sống? Đúng không ạ? Chúng ta đặt một câu hỏi như vậy, chúng ta sẽ đặt một câu hỏi ngay, thế làm sao mà sống? Thì đây nó giải quyết được rất nhiều những vấn đề. Từ những cái tất cả những cái chất dinh dưỡng nó nằm hết trong dinh dưỡng của mình rồi. Và sạch nhất rồi, sinh ra tế bào tốt nhất rồi. Và cứ thế mà dùng. Và nó đáp ứng, nó tấn công tất cả những gốc tự do, nó dần dần nó tấn công hết. Và cắt tất cả những thức ăn của tế bào lạ đi rồi thì nó lấy đâu của tế bào lạ để phát triển. Đó. Nên hôm nay á, Tùng chia sẻ với anh chị điều này á, là chỉ muốn nói anh chị là cái dinh dưỡng nó rất là quan trọng. Nó giúp cho chúng ta phục hồi sửa chữa tất cả tế bào, mà chúng ta là những người đang hiện tại đang thiếu để sinh ra những vấn đề về sức khỏe. Thì chúng ta bây giờ hãy bổ sung. Điều kiện chúng ta lúc nào chúng ta hãy bổ sung mức đó phù hợp, còn hơn không bổ sung. Anh chị nhớ tiếp tục nhé, bổ sung còn hơn không bổ sung. Và sau khi chúng ta bổ sung dần dần thì cơ thể chúng ta sẽ tốt hơn. Nhưng rõ ràng bổ sung ít thì sẽ không hiệu quả bằng bổ sung nhiều. Và dùng đúng, dùng đủ, dùng đều chắc chắn sẽ hiệu quả hơn dùng không đúng, không đủ, không đều. Để chúng ta định vị rất rõ, nên là nhiều lúc nhiều người dùng không đúng, không đủ, không đều thì cứ bảo tại sao không hiệu quả. Thì dùng như vậy làm sao hiệu quả? Đúng không ạ? Thì hôm nay chúng chia sẻ với anh chị tất cả những cái quan niệm về dinh dưỡng, quan niệm về sức khỏe. Tại sao? Để anh chị có những kiến thức, để anh chị có thể đi ngồi nói chuyện với khách hàng, để giao lưu với khách hàng, để chia sẻ cho họ những cái điều, cho họ kiến thức để họ chăm sóc sức khỏe trước. Còn bảo họ uống những cái này nó là câu chuyện đằng sau. Sau khi mình chia sẻ hợp lý, mình dẫn dắt cho giúp người ta hiểu, và đặc biệt nói về vấn đề dinh dưỡng rồi, thì người ta hiểu thì cho người ta sự lựa chọn. Và khi người ta lựa chọn rồi ấy, thì mình mới cho người ta là ở bác lên lựa chọn những thực phẩm nào. Nguyên tắc đó là gì? Đầu tiên gieo quan niệm, là quan niệm tại sao cần sức khỏe, tại sao bị bệnh, tại sao cần về sức khỏe. Đó là quan niệm về dinh dưỡng. Chúng ta bị bệnh từ đâu? Đúng không? Cái sau khi đó chúng ta mới nói về ở vậy thì chúng ta cần phải bổ sung. Đúng không? Thì bổ sung có rất nhiều các loại sản phẩm, thì lên bổ sung sản phẩm nào? Thì chúng ta bắt đầu nói về thương hiệu. Đó là thương hiệu Nutrilite. Tại sao nên lựa chọn Nutrilite? Vì nó là nông trang hữu cơ, vì nó sạch 100%, vì nó là nghiên cứu và thu hoạch trên những nông trang tốt nhất, vì nó là nguồn nguyên liệu mình được kiểm soát tốt nhất trên thế giới. Được chưa? Và sau cuối cùng thì mình mới nói về sản phẩm. Anh chị nhớ quy trình của nó nhá. Quan niệm, thương hiệu, sản phẩm. Đó, ví dụ mình đầu tiên là người ta bị xương khớp, đúng không? Mình giao lưu là tại sao bị xương khớp, nó kia nói chuyện xong, vậy thì chốt lại là bác bị thiếu canxi, bác bổ sung canxi đi. Glucosamine đi. Đó thì người ta cho bây giờ tao phải mua tao uống rồi, ví dụ thế chẳng hạn. Thì bảo thì mình đã nói chuyện là vậy thì bác nên lựa chọn những cái sản phẩm nào á, là thương hiệu của nó là uy tín một chút, nguồn gốc nó tự nhiên, thực vật này cho nó an toàn này, thế nọ thế kia. Thì người ta sẽ hỏi thế cái đấy mua ở đâu? Người ta sẽ hỏi chứ. Đúng không ạ? Thì bảo là vâng, cái đó thì bác phải lưu ý, cháu hiện tại bây giờ biết là những cái sản phẩm đạt tiêu chuẩn như vậy mà nhà già cháu đang dùng đây thì nó là thương hiệu Nutrilite mà cháu đang dùng đây. Cháu đang dùng đây là rất là quan trọng. Nên Tùng nói thật với anh chị không dùng anh chị đừng làm ông ấy. Tùng nói thật luôn ạ, hôm nay Tùng nói rất thật, anh chị đang làm ông quay, Tùng nói luôn, lấy anh không dùng anh chị đừng làm ông quay. Vì anh chị không dùng anh chị nói người ta sao? Anh chị nghe người khác nói à? Protein là dạng viên à? Đúng không ạ? Nên chúng ta phải cho mình cơ hội dùng, cảm nhận đi, trải nghiệm đi, chúng ta sẽ hiểu được vấn đề, chúng ta nói chuyện khách hàng cực kỳ sướng luôn. Lúc đó chính là network, đó là chia sẻ. Còn đôi khi bây giờ chúng ta mà không dùng cho nó đi bán ấy, đôi khi rất là khó khổ của chúng ta luôn. Đúng không ạ? Rất khổ, người ta họ đặt một câu hỏi thế mày dùng chưa, một cái là không biết trả lời sao. Nên là sẽ có điều rất hay ở đây là chúng ta dùng cái gì chúng ta sẽ bán được cái đó. Ví dụ chị Toàn trước đây bảo chị cái nồi chị không thích lắm nên chị không có chia sẻ được cái nồi, nhưng từ lúc chị mua cái nồi xong, ôi nó thật với anh chị luôn, chị bán nồi rất là siêu luôn, vì chị rất là tâm đắc với nó, chị thích nó. Ở đây hôm qua nói khuyến mãi chị đã bán được 5 cái nồi, ví dụ thế đó, anh chị thấy không? Nên là khi chúng ta có sản phẩm chúng ta dùng rồi, chúng ta thấy được công năng tính năng nó rồi, đó là sự khác biệt để chúng ta chia sẻ. Nên Tùng hy vọng rằng nếu anh chị ở đó mới làm, hãy cho mình cơ hội dùng trải nghiệm sản phẩm đi. Mà dùng cái gì chúng ta sẽ bán được cái đó vì chúng ta tự tin. Đó, cảm ơn các anh chị. Tùng sẽ chia sẻ ở đây mà có nữa, nhưng mà thôi, hôm nay đến đây thôi. Anh chị nào có cần giao lưu cái gì thì chúng ta cùng nhau giao lưu, chia sẻ một chút, những ai đó cần hỏi những vấn đề gì chúng ta cùng nhau giao lưu thêm. Ok, để mở mic hết cho mọi người. Anh chị nào
Muốn hỏi gì thì chúng ta cứ hỏi. Anh chị ai có nhu cầu, có câu hỏi gì hay như là chúng ta cùng nhau giao lưu. Hôm nay Alo, chúng chia cho sẻ chị rất hỏi. nhiều rồi. Chị hỏi một chút Vâng. nha. Ai đây ạ? Chị Toàn. À chị Toàn, chị Toàn. Ừ. Em chào chị. Chị muốn hỏi chút, tại vì Vâng, hôm chị trước là hỏi chị cũng muốn tìm hiểu cái dinh dưỡng của những bệnh nhân bị ca ấy. vâng. Thì cái đáp ích là mọi người bảo dùng được. Thế nhưng mà trong cái đáp ích thì có hôm hôm chị có hỏi một chị nào nhỉ? Thì chị bảo là cái viên viên màu vàng ấy thì có thể là mình bỏ cái viên màu vàng đi, thì chị chưa chưa biết cái viên viên nào là viên màu vàng đâu, nhưng mà chị muốn hỏi kỹ hơn là mình có thể uống đầy đủ cái đáp ích hay là mình có thể là mình bỏ bớt cái viên màu vàng hay không? Chị uống hết rồi, Không, mẹ chị em đang uống nói là hết, bệnh nhân ca ấy, bệnh nhân ca ấy. bệnh nhân ca chị uống hết rồi. Sao đó mẹ em cũng bị mà. Thế là Thực ra dinh dưỡng của mẹ em là đó, Happy Meal với lại Double X à? đấy chị không nhìn cái bộ đây, em cho chị xem cái bộ luôn nhé. Vừa nãy chị nghe nhưng mà chị đã đang đang bị Đấy bệnh một tí thế là chị quên mất. đấy, cho chị xem cái bộ em cho mẹ em dùng luôn này. Ok, em giúp mọi người thấy được cái bộ mẹ em dùng. Trời ơi, cái đáp ích là cái cực kỳ tốt luôn cho những vận động viên, những người như vậy luôn. Cái đó không dùng thì cái gì dùng? Đây, cái bộ của đại ca nhà em đây, đây đáp ích đây đó, anh chị thấy Đáp không, ích đáp này, ích đây đây nhá, Omega này, bộ bộ Happy Meal này, bộ Happy Happy Meal này, đáp ích này, omega 3 này, Meal, gan này, sắt này là vì mẹ em mổ mất máu nên là dùng sắt, còn bình thường không có thể không cần dùng, và C này, được không? Đó, mẹ em mổ đại tràng có lợi khuẩn. Vậy thì tại sao em chia sẻ câu chuyện ở đây á, là anh chị lưu ý cái này nha. Nếu như anh chị chia sẻ những cái người mà họ đang bị về ca thì mình phải lưu ý cái này trước cho em. Thứ nhất là nếu như họ đang điều trị xạ trị hóa trị nhá, thì mình sẽ không được phép dùng những chất chống oxy hóa của mình, ví dụ đáp bởi X, ví dụ như vitamin C, ví dụ như E, ví dụ như caroten, không được phép dùng. Chỉ dùng duy nhất Happy Meal và gan, vì nó sẽ công. Còn như mẹ em là gì? Như mẹ em là gì? Là mẹ em không có dùng xạ hóa gì hết, em dùng 100% dinh dưỡng. Thì em dùng tất cả những cái liên quan đến chống gốc tự do, hỗ trợ từng bước. Thế thì những người nào đó mà họ xử lý mà họ không có, họ mới họ giải quyết xong, họ không muốn dùng phương pháp kia, thì thứ nhất là cái chế độ ăn nó rất là quan trọng, cực kỳ quan trọng, vì chế độ ăn nó quyết định rất nhiều. Và sau đó mình dùng những chất chống oxy hóa mạnh để nó vào, nó tấn công. Vì chị tưởng nôm na nhà mình cứ hiểu nôm na như này nó dễ này, cái tế bào ung thư và tế bào ác, hay là tế bào ung thư và tế bào lành đều cần thức ăn. Thì cái tế bào lành ấy, nó cần cái gì? Nó cần thực vật, nó cần môi trường tốt để nó phát triển. Còn tế bào ung thư nó cũng cần môi trường mà nó cũng cần thức ăn để nó phát triển. Vậy thì nếu như mình cắt hoàn toàn những cái thịt đỏ động vật đi, mình cắt môi trường axit đi, đó là không ăn đồ dưa muối nhiều, và đặc biệt là chất đồ ngọt bỏ đi, đúng không? Đồ mặn cắt đi. Và hơn nữa chị biết protein của mình ấy, là trung hòa môi trường axit trong cơ thể của mình, tức là môi trường để nó làm biến thành môi trường kiềm, thì cái môi trường đó là tế bào ung thư nó cũng không phát triển được mà. Thì mình cắt hoàn toàn thức ăn này, cắt môi trường này, cắt mọi thứ này, thì rất có nhiều người là sau đó họ phù hợp là họ sẽ giảm rất là nhanh. Ok, nhưng mình cũng nói đây không có nghĩa là cái phương pháp này đi chữa tất cả những người bị ung thư nha, em không nói điều này. Mà rất có thể những nhiều người đó là họ bị di căn nặng quá rồi thì không thể kịp được nữa, thì bắt buộc họ vẫn phải xạ trị hóa trị để kìm họ lại ở vị trí đó đã. Sau đó thì họ có thể dùng để tăng cái sức đề kháng lên dần. Anh chị hiểu không? Nên là chúng ta ở đây á, là chúng ta phải rất là rõ ràng cái việc là chúng ta đừng có thần tượng hóa hay là bảo là cái sản phẩm mình đi chữa ung thư này, anh chị thua luôn nhá, anh chị không được phép làm được rồi. Nhưng chúng ta hoàn toàn có thể biết được để hỗ trợ người ta để có sức khỏe tốt hơn. Còn nếu như người ta dùng cái phương pháp của mình, giống như em nói là người nhà em sẵn sàng dùng phương pháp của em, nhưng với những khách hàng em sẽ phải phân tích cho họ rất nhiều yếu tố để họ khi đã xác định họ làm cái gì, họ phải hiểu và tin tưởng vào đó. Em nói thật nha, làm cái gì thì làm, nếu không tin là không có giải quyết được gì hết. Mình tin để mình họ phải dùng, mà còn nghiêm túc thì họ mới thấy có hiệu quả.
Chứ nếu dùng mà lúc nào cũng nghĩ không được đâu, không biết thế nào đây, thế nọ thế kia, xong là nghe người nọ nghe người kia, không bao giờ được. Vì cái niềm tin nó chính là liên quan đến vấn đề tinh thần. Bốn yếu tố, đúng không? Ba yếu tố trong đó có vấn đề tinh thần. Nếu anh chị lúc nào cũng căng thẳng, mệt mỏi, stress ấy, thì nó sinh càng nhiều gốc tự do. Nó càng tấn công anh chị nhanh hơn. Nên khi anh chị thoải mái, vì em nói thật là em cũng giấu, em có nói gì bà đâu có biết. Nên cái tinh thần rất là quan trọng. Nói thật với anh chị luôn, cái tinh thần rất là quan trọng, anh chị nhớ rồi. Đó mà mình dùng mà mình phải kết hợp đúng thì chắc chắn 100% sức khỏe tốt. Còn lại em không có ý kiến những cái sản phẩm công ty khác, công ty nào sản phẩm nó đều tốt cả. Nhưng mình hiểu tất cả những công ty bán hàng trực tiếp, những sản phẩm của nó đều tốt và đều hỗ trợ sức khỏe thôi. Nó chỉ có cái là công nghệ nó khác nhau, chứ nó chẳng phải thằng nào gây không tốt cho sức khỏe của mình hết. Ví dụ Harbinite, Nutrilite, Nuskin hay gì, nó không bao giờ ảnh hưởng đến sức khỏe nhá. Anh chị nhớ cái này, không ảnh hưởng, chỉ có tốt hơn thôi. Chỉ có cái chúng ta phù hợp với thằng nào thôi. Đó, để chúng ta hiểu biết, chúng ta phải rất là rõ ràng. Nên Tùng hy vọng là khi chúng ta gặp những đối tác họ đang dùng những sản phẩm công ty khác, chúng ta đừng có chê họ, mà chúng ta chỉ đưa ra giải pháp của mình thôi và những công nghệ nguyên liệu của mình thôi. Ok chị còn thế nào nữa không? Toan, Chị hỏi thêm là cái C mình ví dụ mình uống thường thường mình uống tối đa là khoảng bao nhiêu viên? chị đừng hỏi em tối đa nha, vì đây này chia sẻ hôm nay là em nói thật này, chia sẻ rất thật với mọi người tất cả những cái gì em trải nghiệm 15 nhé. Ở đây có lãnh đạo của em, sư tổ của em đang ngồi đây, em qua mặt tí. Có thời điểm em dùng một ngày 24 viên, nhưng em uống đúng 3 lần, mỗi lần 8 viên. Đó là thời điểm nào? Thời điểm đó là em nhớ sinh đám cưới Hiếu Phương, Hiếu Còi ấy, Phương Còi ấy, ở Linh Bình với cả Lạng Sơn ấy. Thì hôm đó em về ăn cưới ở Linh Bình nhà Hiếu xong, thì lúc em lên em cảm giác người nó ngây ngây sốt. Nói thật anh chị luôn, ngây ngây thôi nha. Thì em về em uống 2 muỗng protein xong em làm 8 viên C. Và sáng hôm sau em cũng lại làm 8 viên C và trưa em làm 8 viên C, là 24 viên trong một ngày. Tịt luôn. Không phải dùng thuốc kháng sinh luôn nha. Và có một lần nữa, đó là lần em đi làm thị trường chị Thái Bình. Thì hôm đó là hai anh em và bác Tráng đi ô tô. Thì đến hôm đó là 8 giờ tối, về đến cầu Vô Hối thì xe bác Tráng bị cháy mất cái quạt và hỏng xe. Thì em bị ngây ngấy sốt từ đám ở chiều. Đến lúc đó sốt mình bảo thôi căng rồi. Đi tìm không có cửa hàng thuốc nào đó cả. Thời điểm đó là thời điểm lần đầu tiên em uống liều cao này. Thời điểm đó trước cả cả đám cưới Hiếu Phương ấy. Thế thì không có, thì hai anh em vào nhà nghỉ để nghỉ, để hôm sau thì đi sửa xe mới về được. Thì lúc đó người gây sốt em cũng làm 2 muỗng protein, và lúc đó lần đầu tiên em dùng cũng 8 viên C, vì em nghe các thầy cô nói là dùng liều cao nó hỗ trợ điều trị, nhưng mình chỉ dùng liều cao trong thời gian ngắn thôi, không được phép dùng dài như vậy. Anh chị lưu ý cái điều này nhá. Thì em dùng xong sáng sau em tiếp tục 8 viên C thì sau em tịt luôn. Nên là cái này em muốn nói anh chị ở đây là cái sản phẩm mình nó là thức ăn, nó là dinh dưỡng, nó là mình đang xuống thấp điểm về cái sức khỏe, thì mình dùng một liều super tấn công mạnh trong vòng có thể một ngày, sau đó mình dừng. Nhưng 24 viên đó nhưng anh chị đừng dùng cứ 2 viên 1, 2 viên 1, 2 viên 1. Em không thích điều này nha, nhưng em dùng 24 viên trong đúng 3 lần thôi. Mỗi lần em tám 8 viên luôn, tức là 2.000 mg luôn. Ok, còn lại cái viên C của mình nó ghi từ 1 đến 4 viên một ngày, tức là một ngày bình thường mình có thể dùng 4 viên mà. Nên lúc lúc nào đó mà sức đề kháng nó kém, tại sao cô Toản, cô chị hay lắm, cô tư vấn cho khách là cô cứ bảo là ngày 4 viên. Vì tầm tuổi cô là người lớn tuổi ấy, thì sức đề kháng thường thường nó hay kém hơn, nên cô bảo dùng 4 viên nó hiệu quả hơn, nhanh hơn. Cô mà tư vấn cho khách là cô cứ bảo dùng 4 viên. Mình bảo 2 thôi nhưng cô bảo 4. Thì sau này em mới giật mình phát hiện ra đúng rồi, cô ấy dùng 4 là vì thực ra những người lớn tuổi sức đề kháng họ kém. Và sản phẩm mình ghi là 4 viên được mà. Thì 1.000 mg thôi. Mà đặc biệt là sản phẩm của mình, tại sao mình rất là sướng là dùng liều cao, là vì không có bị ảnh hưởng đến gan thận và sức khỏe đó, là vì sản phẩm mình là tự thực từ từ nông trang hữu cơ nguyên liệu, nó sạch thực vật, nên mình rất là ok luôn. Đó, nên là mình phải hiểu bản chất của sản phẩm mình thì mình rất tự tin để mình chia sẻ cho khách hàng. Còn nếu như mình không hiểu á, khi người ta nói phát ôi tại sao dùng liều cao thế, thế là mình sợ. Em thì rất ok về liều cao, em không sợ nhá. Và đỉnh điểm vừa rồi anh chị biết không, vừa rồi Tùng thanh lọc cơ thể 7 ngày. Anh chị biết là dùng cái gói dinh dưỡng đó 7 ngày trời, là ngày 3 lần, tức là đáp ích ngày ngày 3 lần luôn. Sáng, trưa, tối. Gan ngày 6 viên, omega 3 ngày 3 viên, C ngày 6 viên, B ngày 6 viên, canxi ngày 6 viên, đáp ích ngày 9 viên. À, anh chị thấy không? Trong vòng 7 ngày không có ăn uống bất kỳ cái gì hết, kể cả hoa quả không ăn luôn, chỉ có cái đó cộng với cả phyto uống.
Đó. Thì trong cái gói body key của mình ấy, nó có là tinh bột luôn nhá anh chị nhá, carbon hydrate luôn nhá. Nên là đâu cần mình phải đâu cần thiết đâu. Đó. Thì đấy thì chị Toàn ạ, cái liều cao hay không nó phụ thuộc vào cái việc mà mình có bị vấn đề gì thì mình dùng, chứ không hoặc người bình thường này thì không nhất thiết để phải dùng cao như vậy. Nhưng nếu như vấn đề gì chúng ta nên lưu ý dùng liều cao. Ở đây có Tú thỉnh thoảng nó hay trải nghiệm 40 C 4 viên canxi B, lúc nó hơi sổ mũi khó chịu. Ừ. Dùng liều cao. Rồi, Đi. chị cảm ơn nhá. Vâng, ok chị. Đó, anh chị em có gì hỏi chúng ta cùng nhau giao lưu chia sẻ. Còn lãnh đạo của Tùng ở đây, Tùng không trả lời được, có lãnh đạo được không đâu. Chia sẻ cho cái trải nghiệm cao ạ. Nhà Thanh Hải thì là 30 năm từ cao rồi. Lần đầu À, tiên là chị. Thanh Hải mới ký thẻ. Năm 2020 thì trước khi đi ở Thủy Công và trên Phú Quý Cốc thì cô con gái thứ hai có số 42 độ. Số 42 độ thì Thanh Hải mới gọi cho lãnh đạo sĩ Tùng là con gái thì đang sốt cao thì mai không biết là có đi được không. Thì lãnh đạo sĩ Tùng mới bảo là chị tăng liều cao lên. Thì cô đấy sinh năm 2003, còn anh đưa thì tôi đưa vào được 2,3 thì là cô mới được con 18 tuổi 17 tuổi thì khi mà buổi tối mà phát hiện ra cô bị sốt là tầm 8 giờ thì từ 8 giờ đến 11 giờ đêm cho nhiều căng cùng thương cao hơn tức là dự 10 viên từ lúc 8 giờ đến lúc 11 giờ thì cô hết sốt và đến lúc đấy thì trong kèm theo là bổ sung canxi B C uống phyto và uống đắp bếp rồi chỉ có mỗi C là liều cao nhất 30 viên từ 8 giờ đến 11 giờ đêm thì cô cắt sốt đến sáng sau cô tỉnh táo đầu và cô nghỉ sau cũng như vậy không thế là cô con gái năm 2003 bản thân Thanh Hải thì bị mất nhớ cái đây quái chỉ biết là không biết là có phải bị covid hay không thì tầm 3 giờ chiều đi đâu về có hiện tượng hơi mỏi người hơi cảm giác lên lấy sốt đo thì là về tầm 38,5 và hơi sổ mũi một chút thì hôm nay bắt đầu phát hiện ra như vậy thì cũng học theo cái bài Recording. chia sẻ cho đã bị ngon gái thì Thanh Hải bị thương đây là 89 viên nếu là cứ cấp độ cứ uống theo cấp độ khoảng 2-3 tiếng thì uống uống cho là được từ sốt thì thôi thì uống đến tầm 10 giờ kể cả phyto tất cả các loại và tăng lên cái gì cũng tăng tối đa thì đến 10 giờ là từ sốt đến tận tối bây giờ không hiện tượng nữa và mới nhất con gái Thanh Hải với năm rồi cách đây chưa đến 2 tuần con gái mới sinh đứa thứ hai đứa thứ hai thì mới được có tháng thì hôm đấy tối 5 giờ sáng thì trời mới lạnh thì qua đợi vắt sữa thì luôn bị cảm bị cảm thì cái nó sinh là chắc là chủ yếu nhưng mà bị cảm nặng thì đến mức độ mà không kiểm soát được bản thân mà bị để nó kiểu không chủ động tối bị đến 5 giờ sáng mà đến tận 10 giờ gọi cho bác sĩ đấy đang mới bắt đầu xử lý công việc với khách xong thì khi về tầm 12 giờ 12 giờ bắt đầu là cho con gái phao tô uống B tăng liều canxi tăng liều C cũng 6-7 viên một liều vì là cố cho con bú nên là không tăng thêm 10 viên chỉ tăng cho 6 đến 7 viên nhưng mà đáp ít tăng lên phổi tăng lên thì từ 12 giờ đêm đến 11 rưỡi không phải từ nhà con gái về thì bị sốt và đến bây giờ không còn bị lại đấy đấy là ba cái trải nghiệm của ba con và hôm vừa rồi là khi mà thấy sinh dưỡng tốt quá thì bà thương gia mới thấy bà đại ạ thì sinh dưỡng tốt thế may mà không có tác dụng phụ không có gì cả cô bà trước đến một lọ e dùng và một lọ canxi là dùng và đến hôm nay thì bà bán được 2 lọ canxi một lọ e cho chị em bà ấy đấy đấy là cái trải nghiệm đấy biết được rằng là gì vậy Ok, cảm ơn chị Hải. Anh chị em có gì cùng giao lưu chia sẻ tí. Còn không thì phần chia sẻ ở đây là kết thúc rồi. Tùng ơi, em hiểu ạ. Cho em hỏi một chút. Em có trường hợp một khách hàng bị đang bị mỡ máu cao ấy, thì cô có hỏi là cái body key của mình ấy thì cô có dùng được không? Với là cái thành phần nào mà nó không ổn cho người mỡ máu cao không ấy? Thì em thấy trong cái thông tin sản phẩm ấy lúc
lúc em gửi cho anh ấy, là Ừ. cái phần chất béo và là chất béo bão hòa ấy. Ừ. Nhưng mà mọi người không thấy chất béo chuyển hóa bằng không. Nó Vâng, chất không có béo chuyển chất hóa thì hóa. Có chất đúng béo bão hòa là chất béo tốt mà. rồi. Có vấn đề gì Nhưng mà có ý kiến là cái chất béo bão hòa ấy, thì nó sẽ có nguy cơ gây nên tim mạch với tăng cholesterol nhiều hơn đấy. ơi, nó ít thì không vấn đề gì đâu. Các cậu phải hiểu năng lượng mọi thứ ấy, nó vừa phải là hợp lý. Thì cái bữa của mình ấy là câu chuyện là Nutrien ấy, họ nghiên cứu rất là kỹ thể, cụ thể, tốt cho sức khỏe, bữa ăn tốt cho sức khỏe. Anh chị em lưu ý nha, nên là họ sẽ tính toán các hàm lượng sao rất là phù thì nếu như mà dùng vào mà bị thì ai dám dùng, không có chuyện gì đâu, em an tâm cái bữa này đi. Chỉ có cái ấy, là người những người bị cô ấy thì lưu ý giúp anh ấy, đó chính là cô phải dùng cái gan tốt vào, cái gan nó giúp cho người ta chuyển hóa mọi thứ nó tốt hơn. Hiểu hiểu ý không? Cái gan đó mọi người đừng chủ quan nhé, cái gan nó rất là quan trọng, cái sức khỏe lá gan rất là quan trọng. Khi lá gan mình nó khỏe rồi ấy, thì mọi cái chuyển hóa trong cơ thể người mình nó sẽ tốt nhá, mọi người lưu ý cái này nhá. Đó chứ còn mọi người cứ chủ quan, đôi khi cứ dùng cái nọ cái kia nhưng không lưu ý cái gan là rất là phí luôn á. Tùng vẫn nói mọi người nhá, cái gan rất quan trọng, cái gan nó xử lý được, nó giải quyết rất rất nhiều yếu tố, nó là tổng quản trong nhà mình. Một ngôi nhà phải có cái ông mà quản lý và còn lau dọn tất cả mọi thứ, nó rất là sạch sẽ, cơ thể nó khỏe. Cholesterol cao cũng là gan, cũng do gan, mọi người lưu ý, cũng rất nhiều yếu tố do gan luôn. Nên là những người như vậy ấy, em phải lưu ý một chút cho cái bodoki của mình, không vấn đề gì hết, anh khẳng định luôn nhá, không có chuyện gì hết đâu. Nhưng mà cái câu Vâng. chuyện đặt ra là nó người ta bảo người ta dùng gan mà thỉnh thoảng ấy thì không có giải quyết được việc đâu. Vì những Ok người ạ. anh chị lưu ý với Tùng là những người đang có bị vấn đề rồi, tức là chúng ta đang có vấn đề sức khỏe rồi đúng không, đang bị bệnh rồi đúng không, thì chúng ta phải dùng đúng, dùng đủ, dùng đều. Bình thường này còn thỉnh thoảng mà không ăn thua thì lại còn đòi mà lại còn bị bệnh mà lại dùng thỉnh thoảng mà lại thế nọ thế kia thì làm sao đủ được đó. Vâng. Và câu chuyện ở đây mình sẽ nói sản phẩm của mình thôi. Ví dụ em bảo là họ đang dùng omega dinh dưỡng của nhãn khác đúng không, bản chất omega 3 nó giúp mình hỗ trợ sạch mạch máu đúng không, nhưng câu chuyện là cái omega 3 nào giúp, mình chỉ nói omega 3 mình giúp thôi, còn omega của người khác làm sao mình khẳng định đúng không. Cái Vâng nguồn ạ. gốc nguyên liệu nó rất là quan trọng, cái công năng tính năng của omega 3 đó mình đâu có biết thì làm sao mình dám khẳng định được nó. Mình cũng nói là omega 3 nó hỗ trợ làm sạch mạch máu nọ kia đúng không, nhưng câu chuyện là phải là omega 3 từ cá hồi đặc biệt của Lucia nó mới giải quyết điều đó, thế này cứ thích dùng những cái khác thì không được. Anh nói chia sẻ với em lúc mà mẹ anh về viện nha, là bác sĩ nó kê cho một loạt những cái thuốc đặc biệt là giúp tăng sức đề kháng, mà anh tra Google á, là nó là 1,9 triệu hay 1 triệu, 1,9 triệu của Nhật. Anh bảo giờ dở mà mua cái này làm gì, mua luôn của Dapix mình dùng đỉnh cao luôn. Anh về Dapix xong nó cũng là có một cái hộp về lợi khuẩn luôn, cũng là 1,1 triệu hay bao nhiêu, anh về anh lấy luôn probiotic của mình dùng, có phải sướng không? Đó thì mình hiểu sản phẩm mình rồi ấy, thì mình bác sĩ họ sẽ kê những cái sản phẩm nhưng mình xem cái gì mà mình có mình nên dùng thay thế của mình là tốt nhất, nó thật luôn. Tăng sức đề kháng không có gì khủng bằng cái Lutrilite của mình đâu, đặc biệt là Dapix, cả những cái sản phẩm của mình nó thật luôn. Chứ còn hiển nhiên những sản phẩm khác Tùng không bảo nó không tốt, tốt ở mức độ nào, tốt ra sao thì mình không đâu kiểm soát được đâu, vì làm sao mình biết được công nghệ của nó ra sao, nguyên liệu của nó ra sao mình... Nên là Tùng sẽ không có thói quen là bác ơi sản phẩm này bác không nên dùng hay là dùng không. Tùng sẽ nói là góc độ sản phẩm của Tùng thôi, dù chưa này thôi, Tùng nói những cái gì Tùng biết thôi, nguồn gốc nguyên liệu mọi thứ thôi, còn lại những cái khác cháu biết. Không ý kiến, đừng có dạy, đừng có chê nhá. Dạ vâng ạ. À, anh ơi, thế cái bộ sản phẩm mà tối ưu dành để hỗ trợ cái vấn đề mà mỡ máu đấy thì là gồm những gì anh? Em ơi, anh chia sẻ thật với em ấy. Em nói bác lên đường gặp nói chuyện với anh hoặc chị Hồng Hà để tư vấn nó dễ hơn. Vì em có nói bây Vâng. giờ người ta không có tin đâu. Thế thì Đó. em đặt lịch Cho anh nhé. Anh ơi, người ta em đặt hiểu quan lịch. điểm là điều quan trọng nhất. Hỏi người ta xem Vâng. thói quen uống sinh hoạt là quan trọng nữa. Ok ạ. Sản phẩm nó chỉ hỗ trợ một phần nhé. Ví Vâng. dụ cái bộ Happy Meal là rất là quan trọng cho họ để nâng cao sức khỏe tổng thể. Mọi người lưu ý cái bộ Happy Meal nó giúp cho mình có sức khỏe tổng thể cái bữa ăn sáng để mình giữ trì duy trì sức khỏe tổng thể. Thì mình kể cả không có vấn đề gì chúng ta vẫn nên dùng cái bữa này buổi sáng. Mà nói thật với anh chị luôn là sau cái vụ thanh lọc xong ấy, thì Tùng rất là thích sáng là làm ít khoai xay cùng Happy Meal ăn sướng. Nó nhẹ bụng và nó sướng. Nó như nào nó khó lắm, nhưng mà nó thực sự khách hàng nhận là khi mình làm mình sướng. Đó thì cái đó rất là quan trọng. Em hiểu hiểu không? Nó giúp cho người ta điều chỉnh cái bữa ăn đã.
vì cái mà mỡ máu và những cái kia nó là rất liên quan rất nhiều đến vấn đề sức khỏe của họ, ăn uống thói Dạ quen vâng. sinh hoạt ăn uống họ mà, thì mình phải điều chỉnh cái đấy trước. Đó. Sau đó hỗ trợ họ cần cái gan đi, cái omega 3, đúng không? Đó, cái đó là cũng là rất là quan trọng. Nhưng câu chuyện họ đang dùng hàng của Đức mà họ phải có hiểu quan niệm của họ, thì lúc đó họ mới mới dùng cái gì thì dùng. Nên đầu tiên em phải chia sẻ cho họ là quan niệm tại sao bác nên lưu ý. Và ví dụ như vitamin E của mình cũng là hỗ trợ làm sạch mạch máu, E cả omega 3 là hỗ trợ sạch mạch máu rất tốt, hai năm đó. Gan. Hay sử. Đấy còn hiển nhiên những cái người này mà họ có điều kiện thì mình có thể tư vấn thêm, ví dụ dùng nó đơn giản. Họ muốn nhanh, họ muốn khỏe, có sức đề kháng khỏe hơn thì có thể giúp họ thêm đáp ấy, hoặc là vitamin C bảo vệ cái mạch máu vững chắc hơn. Đúng không ạ? Nhưng nếu như điều kiện họ không cho phép thì mình phải giảm đi cho họ thôi, phải gieo quan niệm họ trước rất là rõ ràng là dùng như vậy thì độ hiệu quả nó chưa được cao, đúng không? Nên là giúp anh một việc, người này là cứ lọ gan cho anh nhã, đúng không? Omega 3 bữa 20 ml là tốt, không thì ít nhất là protein đó. Nhưng mà anh nói thật, em Ok. nói còn lâu họ dùng Vâng, thực ra tại vì là cô ấy hỏi em là hỏi bên tốt hơn nhà hết đấy. cô Cô 60 tuổi đúng ấy, không? Cô 60 tuổi đúng chuyên không? Em kết nối gia luôn cho lãnh đạo Hồng Hà cho số điện thoại để lãnh đạo nói chuyện cho. Bảo họ, nhưng quan trọng là họ phải hiểu là lãnh đạo Hồng Hà mình là ai, là một người của Viện Dinh dưỡng Quốc gia được đào tạo, một tư vấn viên dinh dưỡng chuyên ai để giúp họ hiểu quan niệm, thì lãnh đạo sẽ giải quyết giúp cho họ hiểu. Còn mình đôi khi nói nó khó hiểu, người ta không nghe, hoặc là họ vào đây họ nghe này thì họ hiểu, ví dụ họ nghe được các bài này, họ sẽ hiểu hơn vấn đề này từ sức khỏe làm sao này. Đó chính là quan niệm đó. Nên là tại sao đội nhóm mình mọi người lưu ý cái này, đừng tập trung đi bán hàng. Anh ơi, ở đây có U-mây, ở đây có U-mây này. U-mây là hay có một cái chiêu rất là hay là mày ơi mày chưa khớp mày phải dùng cái này này, dùng cái kia kìa. Thực ra cái đó là rất là dân dã chia sẻ cũng rất tốt thôi. Nhưng nếu như U chỉ cần điều chỉnh một chút, U bảo cậu bị xương khớp à, hỏi một chút gieo cho họ quan niệm. Cậu biết vì sao bọn mình bị xương khớp không? Bọn mình tầm này tuổi rồi, sinh đẻ bao nhiêu đứa rồi, mất canxi nhiều từ xưa đến giờ rồi, thì chất lượng xương nó kém đi rồi, thì bây giờ xương khớp là đúng rồi. Thế là người ta hiểu, à thế à, đó là canxi à. Ừ, mà bây giờ sụn nó mất hết rồi, các ổ khớp vào chợ nó cũng két lại rồi, thế à, thế thì phải glucosamine à, thì tự họ sẽ mua chứ không cần phải nói là u mày lên dùng cái này, cô lên dùng cái kia. Nên mọi người lưu ý cái này, quan niệm về sức khỏe nó quan trọng hơn rất nhiều việc chúng ta bán. Chứ chúng ta mà cứ bảo bạn em cô ơi dùng cái này đi, chị ơi dùng cái này đi, họ không dùng đâu, thì họ luôn nghĩ là mình đi bán hàng cho họ. Nhưng mình đây mình đưa cho họ giải pháp để cho họ lâu dài, sau đó sản phẩm nó chỉ là một phần thôi. Còn đôi khi có những người mình chia sẻ xong họ bảo không, nhà tao có những ngày tao cứ dùng, ok cô cứ dùng, mình cho họ những cái phương pháp thôi, cái thói quen ăn uống sinh hoạt thôi, tập luyện thể dục thể thao thôi, tinh thần là lạc quan tích cực đi, còn lại họ dùng hay không là việc của họ mà, cũng chỉ một phần thôi. Cũng như nhất quyết họ không dùng sản phẩm mình, họ dùng sản phẩm khác cũng ok mà, làm sao đâu, đâu phải mình cứ phải tư vấn để nói chuyện để bắt họ mua sản phẩm mình đâu. Cái tâm thái đó nó rất là quan trọng. Nên là khi đi làm quê, còn tại sao có những người rất ức chế, có người mệt mỏi, có người rất vui vẻ, là vì tâm thái của mình là mình cho đi, mình chia sẻ cho họ những quan niệm về sức khỏe, những thói quen ăn uống sinh hoạt ngủ nghỉ để giúp họ có sức khỏe tốt. Sản phẩm chỉ là một phần nhỏ, rất nhỏ. Sau khi mình làm tốt điều này, họ đã quý mến, họ tin tưởng mình rồi, thì lúc đó mình nói họ dùng cái gì họ sẽ dùng theo luôn. Tự nhiên chị Viên suốt ngày đi may, bây giờ lại bảo cô ơi cô dùng cái này này. Úi rồi bác sĩ nói chưa chắc đã uống, tự viên đang đi may bảo cô dùng cái này này mà người ta uống luôn, thì có phải người ta cũng đang quá có vấn đề đó, thì mình gieo quan niệm. Ok, Ok à, anh còn anh. em mượn sức đi, hiểu mượn sức lãnh đạo. Đúng rồi. Dạ Cho chị hỏi cái thanh lọc cơ thể. Đọc lại cái. à, đọc 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 em chia sẻ với mọi người luôn nhé, em còn tính tiền chi tiết luôn nhé. Có muốn xem không? Em cho mọi người xem. Có. Đây, bây giờ em cho mọi người xem nhá. Khuyến mãi cho những người nào ở lại cuối cùng nhá. Thôi rồi, em thanh lọc luôn. Cho mọi người xem cái này rất hay nhá. Người nào ở lại sau cùng là người đó có kết quả. Chị nhìn thấy chưa? Nhìn thấy màn hình chưa? Đi rồi. Chị nhìn thấy màn hình không? Ok nhá. Đây. Đây Đây đây, bây giờ thấy rồi. em thấy bây giờ 7 ngày nhá,
Bộ Happy Meal gồm gì? Protein, body key, sơ, trộn 3 sản phẩm vào thành bột lại, được chưa? Một gói dinh dưỡng thì ngày 3 gói. Thì một gói gồm cái gì? 2 omega 3, 2 canxi, 2 gan, 2 C, 2 B, 1 E, một bộ đáp X, một Q10. Em khuyến khích mọi người nên dùng Q10 vì nó giúp cho mình khỏe và đi làm không có vấn đề gì hết, cực kỳ sướng luôn, được chưa? Và một hộp lợi khuẩn và một hộp sơ và một chai dầu ô liu và tầm 10 quả chanh, được chưa? Thế thì gói xong thì một ngày ấy là anh chị giúp em một việc. Ngày đầu tiên ấy, ngày thứ hai, ngày thứ ba, ba ngày này giống nhau, sáng ngủ dậy uống luôn một gói sơ và 200 ml nước. Mục đích là gì? Mọi người bảo tại sao Happy Meal có sơ rồi, tại sao cái này phải dùng sơ nữa? Anh chị nhớ giúp Tùng nhá, cái thanh lọc này nó giúp mình làm sạch đường ruột trước đã. Thì ba ngày này là giúp mình mục đích ngừng không ăn ba ngày này, thì nó sẽ đi sạch tất cả những cái mình ăn, mình dùng ăn trước đây. Nên là khi hôm nay anh chị dừng ăn thì trong ba ngày nữa nó sẽ đi hết cái phân trong người anh chị ngày hôm nay ăn, anh chị ăn. Anh chị lưu ý cái này. Thì mỗi một ngày một gói sơ này giúp cho mình đi sạch cái đường ruột, được chưa? Và sau đó thì mình uống Happy Meal buổi sáng cho 2 muỗng hay là 3 muỗng tùy mỗi người, cái này nó tùy nhá. Tại sao Tùng nói câu chuyện đây? Vì Tùng ấy thì nói thật với anh chị là Tùng đói thì Tùng dùng nhiều, nhưng mà cô Toản chú Tâm hiện tại đang làm, hai cô chú đang làm rất thích luôn. Cô chú ấy có tuổi rồi, cô chú ăn ít thì cô chú dùng muỗng hơn muỗng ok rồi, nhưng mình thì dùng bữa phải dùng 2 đến 3 muỗng, được chưa? À, thì bữa sáng, bữa trưa, bữa tối, 3 bữa này Happy Meal. Và nếu như giữa 9 giờ hay là 10 giờ hay là 3 giờ chiều, 4 giờ chiều lúc nào đói là Tùng cứ Happy Meal dùng pha 1 hoặc 2 muỗng tùy. Vì anh chị tưởng tượng là chúng ta đang ăn cơm, ăn tinh bột nhiều thứ. Trong gói body key của mình có cái gọi là carbon hydrate, nó tinh bột một chút nhưng nó không nhiều. Và chúng ta đang quen ăn nhiều, tự nhiên chúng ta ăn ít thì chúng ta sẽ đói. Mà đói thì lúc đó thì chúng ta phải không ăn, chúng ta rất là mệt, tụt huyết áp, không được phép. Không được phép để đói luôn. Là chúng ta ngay lập tức pha luôn Happy Meal uống. Nên là cái tốn là chính là cái việc mà Happy Meal chúng ta dùng nhiều, dùng ít đó thôi. Và mọi người ngày trước đây là chúng ta dùng ép rau củ quả, dưa chuột, cần tây uống thêm, uống nước ép thôi nhá, không được ăn bã. Ví dụ nhai thì không được nuốt bã mà chỉ lấy nước thôi. Nhưng mà bây giờ là Tùng không chơi điều này, Tùng pha phyto Tùng uống. Và nhớ giúp Tùng là uống phải đủ lượng nước, cái này rất quan trọng. Vì khi chúng ta dùng một lượng dinh dưỡng nhiều như vậy, nhất quyết phải uống đủ nước để thận mình nó lọc được hết, để lọc nó luôn, được chưa? Và uống nước ép hoặc nước phyto thì 2 đến 2,5 lít trên một ngày, tính nó cân nặng đấy. Thực ra là tính nó cân nặng, nhưng đây là cứ gọi trung bình như thế thôi. Thì 3 ngày đầu như nhau nhá. Sang ngày thứ tư thì sáng thứ tư ấy, thì ngủ dậy đầu tiên là uống gói sơ tiếp, sau đó thì mình dùng nước muối ấm mình uống đứng, đong 1 lít một thìa cà phê nhỏ, được chưa? 1 lít pha đều lên uống. Thì sau đó mình sẽ đi gần như mình sẽ đi sạch sau 3 ngày nhịn, đến ngày thứ tư là sẽ đi sạch hết, được chưa? Thì sau khi uống nước muối xong ấy, thì anh chị lưu ý với Tùng, nước muối đi sạch xong thì chúng ta nhanh chóng phải bổ sung ngay ra 2 gói lợi khuẩn uống với nước nguội, được chưa? Và uống xong thì lại ăn uống các dinh dưỡng như bình thường, như những ngày thứ ba thôi, như bình thường. Chỉ khác mỗi thứ là ngày sáng thứ tư là uống nước muối, 1 lít nước muối ấm, và uống 2 gói lợi khuẩn, khác nhau một cái đấy nhá. Ngày thứ năm á là anh chị dậy, tối thứ tư chứ hết đấy, ngày thứ tư là như vậy, buổi sáng là như vậy nhá, buổi tối tầm 9 giờ tối, 8-9 giờ tối thì anh chị vắt cho Tùng 150 ml cốt chanh, quả chanh ấy, bắt cốt lấy nước cốt, và 150 ml dầu ăn ô liu của mình trộn đều lại thành 300 ml. Nhưng nói thật là vừa rồi Tùng uống 400, Tùng thì cứ thích nhiều nên là làm 400, mỗi thứ 200 và 400, nhưng mà thôi thì nó hơi khó uống một tí, khuấy đều đấy. Và anh chị uống mỗi lần uống thì tầm 400 là chia ra 4 lần, mỗi lần 100 ml, được chưa? Uống xong thì nằm nghiêng bên phải, co chân phải lên là mình xoa bụng, xoa cái gan của mình, chỗ vùng bụng xoa. Và sau đó thì uống hết là mình đi ngủ thôi, đi ngủ sớm một chút. Và nhớ những hôm này ngủ sớm tí anh chị nhé. Và sau đó thì anh chị ngủ sáng sau á là anh chị lên có cái rổ anh chị để ở toilet, anh chị sàng, nói chung là sàng lọc đãi vàng tí,
anh chị đãi vàng tích. Thì anh chị tưởng tượng là sáng ngủ dậy xong anh chị vẫn uống một gói sơ Tùng 200 ml nước, thì lúc sau anh chị sẽ đi và cũng lại uống 1 lít nước muối nhá, ngày thứ năm vẫn uống 1 lít nước muối nhá, vẫn uống 1 lít nước muối bình thường, thì sau đó anh chị sẽ đi. Thì rất có thể anh chị sẽ có người đi 2 lần, có người đi 1 lần, vì như 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 Dung bà xã Dung ấy, là lúc đầu nó đi 1 lần đầu thì nó bẩn lắm, nhưng mà lúc sau thì đi lần thứ 2 lọc ra thì nó có những cái xanh. Còn Tùng chỉ cứ đi 1 lần thôi ra những cái xanh luôn, vì Tùng thực ra là Tùng cũng thanh lọc cà phê, thanh lọc cà phê là thanh lọc của đại tràng, nhờ cũng 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 nhiều rồi nên là cái đại tràng của Tùng rất là sạch. Thì lúc này nó sẽ lọc ra, lọc ra anh chị sẽ nhìn, tí nữa Tùng sẽ cho anh chị xem kết quả, và sau đó uống thêm 2 gói lợi khuẩn và dùng dinh dưỡng bình thường. Anh chị nhớ nhá, nước muối chỉ uống vào sáng thứ tư, ngày thứ tư và sáng ngày thứ năm, dầu ô liu cốt chanh thì uống vào tối thứ tư thôi, tối ngày thứ tư thôi, và đến ngày thứ sáu ngày thứ bảy thì ngủ dậy uống 1 gói sơ và sau đó thì đi đại tiện lọc ra, nên lọc vài ngày luôn, Tùng là lọc luôn ngày thứ năm, ngày thứ sáu, ngày thứ bảy, ngày thứ tám, lọc luôn 4 ngày. Ngày thứ tám tuy là ngày đi ăn nhưng mà sáng ngày thứ bảy là sáng thứ bảy xong phát là lọc sang ngày thứ tám là lọc vẫn lọc bình thường và uống dinh dưỡng bình thường và thanh lọc bình thường, thì sau những cái ngày thứ bảy thứ tám này thì nó sẽ giúp mình phục hồi cái sức khỏe rất là tốt, và đặc biệt là sáng ra nói chung là nó sức khỏe tốt hơn vì nó lọc được những cái độc đưa cho cơ thể người mình. Và thanh lọc Happy Meal ấy, thì anh chị sẽ thấy là đây những cái màu xanh này là nó không phải là giống như bên sỏi không anh chị nhá, mọi người đừng cứ tưởng nó rắn như bên sỏi các bạn đâu, mà nó mềm nó như cái thạch ấy. Vậy thì anh chị tưởng tượng nhá, nếu như 4 ngày anh chị không ăn gì, không ăn bất kỳ cái gì cả, thì anh chị lấy cái gì ra để mà ra được như này, thì nó có phải là nó ép ở những cái ví dụ như là ở mật, ở gan, ở những cái trong nội tạng chúng ta nó để ra. Và nguyên tắc của uống nước chanh và dầu ô liu là nó thanh lọc, nó đẩy độc tố, nó đẩy ra. Thì đấy, cái màu xanh này, đó, những cái màu vàng này là gan nhiễm mỡ này, đấy, anh chị sẽ thấy nó đi ra. Nó mềm nhá, nó không rắn đâu. Lúc đầu tôi cứ tưởng rắn, không phải đâu, nó mềm. Đó, và đây là những kết quả của những cái người mà mỗi người bị một cái, thì dựa theo những cái này ấy, thì họ biết được là người này đang bị vấn đề gì. Ví dụ gan nhiễm cồn này, là những ông nào uống rượu nhiều hạn, thì khả năng cao nó sẽ bị như này. Đó, và những hạt màu đen này là kích cỡ mày đen là gọi là có thể là sỏi mật, đúng không? Có những người có thì sẽ ra, có người không. Đó, và tinh thể màu trắng này trong suốt mảng vỡ kính thì gọi là tinh thể sỏi mật. Thì thực ra Tùng không bị cái này nên Tùng không có biết được, nhưng đây là những người trước họ chia sẻ thì mỗi người nó khác nhau, đúng không? Anh chị thấy ghê không? À, tinh thể máu cục này, di chứng phẫu thuật gan hoặc các phẫu thuật nội tạng của chúng ta thì có thể những cái này nó sẽ đi ra này. Đó, vì cái thanh lọc của nó làm sạch nội tạng chúng ta. Đó, nhóm dầu chất béo này, màu vàng và đấy, ví dụ như cái này nó là độc tố trong ruột non và ruột già này. Thì đây, kết quả của ngày thứ 8, ngày thứ 8 nhé. Dậy, ta lưu ý chút, ngày thứ 8 là ngủ dậy, vẫn uống 1 gói sơ 200 ml nước và ăn Happy Meal hoặc là ăn cháo. Tức là ngày thứ 8 ấy, tôi hy vọng là một anh chị vẫn dùng có thể như ngày thứ 7 được nếu như có điều kiện. Hoặc nếu không ấy, thì anh chị mà muốn ăn luôn thì anh chị nên ăn cháo trước. Ăn cháo để cho nó quen cái dạng nhé. Ăn cháo nhé, ăn cháo. Ở dinh dưỡng thì chúng ta vẫn uống uống bình thường như hàng ngày 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 trước ấy, chứ không phải là uống như 7 ngày vừa rồi, không cần. Uống như bình thường như ngày trước, nhưng mà lưu ý là ăn cháo, cháo mềm, cháo một chút để ngày nó quen cái dạng này. Ok, xong. Đó, ngày thứ 9 cũng có thể vậy, có thể thích thì ăn cháo hoặc không thì có thể ăn được, không vấn đề gì hết. Nhưng mà lưu ý là hạn chế đồ chiên xào, giảm tinh bột. Và mấy cái ngày sau này mình hạn chế luôn mà, nó cũng quen mà. Đó, thì em tính tiền luôn cho mọi người luôn rồi này. Em tính chi tiết luôn rồi này. Một gói này là bao tiền này. Một muỗng Happy Meal là bao tiền này. Em đong ra một cái bộ đấy là bao nhiêu muỗng này. Dầu ô liu bao tiền này. Uống ra là bao nhiêu tiền này. Phyto tính ra bao tiền này. Chanh tính ra bao tiền này. Thì nó tương đương chi phí 7 ngày ấy, một người nó rơi vào 4 triệu mốt, 4 triệu 2. Xê dịch một tí thì chưa, nhưng mà về cơ bản là nó rơi vào hơn 4 triệu một tí một người đó. Sạch bom. Đây, cho anh chị xem cái vàng vàng này, đây là của vợ em nhá, cái bên vàng vàng bên tay trái này là của Dung nhà em đi lần đầu tiên ngày thứ năm á, là cái này nó từ những cái ở đại trà ra đó, còn những cái này là của em là từ từ gan mật ra này đó, là ngày đây là ngày thứ năm nhá. Đó, em sau khi ngày thứ năm xong ấy thì em nghĩ là ngày thứ sáu chắc chắn là sẽ ít đi, nhưng không ngờ ngày thứ sáu của em nó nhiều cái này, anh chị thấy không?
Thế mình phát hiện ra là đó, mình dùng dinh dưỡng. Nhưng mà những cái mà trước đây mình dùng được 15 thì có những cái trước đây mình không dùng, hoặc là nó vẫn không, dinh dưỡng mình nó không thể làm ra được hết tất cả những cái độc này. Mà khi mình dùng cái này xong ấy, thì khi mình dùng dinh dưỡng xong ấy, nó hấp thu rất là tốt. Và đặc biệt những người sạm nám ấy, em nên khuyên nên thanh lọc. Thì nó sạch những độc tố trong cơ thể của mình. Những người mà là muốn đẹp da ấy, càng lên muốn thanh lọc, lên thanh lọc. Đây, em tưởng ngày thứ sáu nó sẽ ít đi. Ngày thứ năm nhiều rồi, ngày thứ sáu sẽ ít đi. Nhưng không ngờ ngày thứ sáu cũng rất là nhiều, thậm chí còn nhiều hơn ngày thứ năm. Và anh chị tưởng tượng 5 ngày không ăn gì thì nó ra cái gì đấy? Nó phải trong nội tạng mình không? Mình thấy ghê chưa? Và đây là ngày thứ bảy. Đấy, đường ruột mình lúc đấy nó còn ra tiếp. Nên là anh chị biết không? Những người đã dùng dinh dưỡng thói quen mọi thứ tốt như dùng rồi mà nó còn thế này thì anh chị tưởng tượng là nó kinh khủng lắm. Đấy, và ngày thứ 8, sáng 8 mình vẫn thanh lọc tiếp thì nó còn rất tí, còn ít xíu. Ngày 8 còn rất ít. Đó, nên là tiền mọi thứ tính toán trong hết ra số tiền luôn đấy, phương pháp làm tất cả mọi thứ có hết, nhiều cái về anh chị làm hay không thôi, chị biết đâu rồi ngủ rồi sao hỏi xong rồi chạy đâu rồi chị biết rồi chị biết có chị hỏi em chia sẻ với chị em chị đi đâu rồi Nhưng mà bây giờ không biết mở chỗ nào. vẫn đang nghe gì mà vẫn nghe Đang nghe. được Nhưng không không biết mở cái máy tính ở chỗ nào để cho nó ra video với cả tắt tiếng, mở tiếng ấy. tưởng đi ra lấy sản phẩm để làm tí làm luôn đấy chị kích vào đấy em vừa Kích bảo chị rồi, kích mở rồi. video đấy Ờ, đây đang mở. Đâu rồi rồi, ok, được rồi. Mượn máy tính của đó Tú. Rồi, em rồi, bây giờ rồi, ấy rồi. em nói luôn em đang có một cái nhóm em là cô chú tâm toàn là trong cái nhóm đó nhóm đề tóc thì cô chú đang làm về cơ bản bây giờ nó rất ok. Thôi không phải quay lại ngày thứ năm đâu, hôm nào làm thì biết đó thì nếu như anh chị nào mà muốn thì nhắn riêng cho em sẽ cho vào cái nhóm đó sau đó từng bước mà làm. Về như em chẳng hạn thì em nói thật luôn là không mệt nhá, không đói nhá, thì không bao giờ có, vẫn đi làm được tất cả mọi thứ bình thường. Chỉ có như này, mình đang quen cái việc ăn uống ấy thì đôi khi mình nhìn họ ăn thì mình cũng hơi thèm tí, nhưng mà vận vừa rồi em cũng hơi bị siêu luôn, toàn khai trương văn phòng Happy Meal rồi hoàng hậu toàn hoàng hậu mà em cũng vượt qua được hết, hơi thèm một tí thôi. Nhưng còn thèm là thèm cái cảm giác được ăn uống, giống như qua Đúng hỏi cô Toàn, rồi, cô Toàn bảo chứ tao thì không đói không mệt, tao chỉ mỗi ngày nó thèm ăn hoa quả hay đúng ăn rồi. vặt, Đúng rồi, thèm đúng thèm cảm giác ăn vặt rồi. vui Đúng rồi. chứ nó không mệt không gì đâu nhá. Em thật anh chị dùng cái đấy quá sướng luôn. Anh chị tưởng tượng nó 4 5 ngày không ăn thì nó đi ra những cái gì, nó đi ở từ đâu ra, nó không từ trong nội tạng của mình, nó từ đâu ra. Nên là cái này á, thanh lọc này rất là tốt. Ở nước ngoài là họ hay dùng thanh lọc này để nó loại thải những độc tố trong cơ thể người mình, mà khi độc tố nó ra rồi thì nó hỗ trợ cho mình, kể cả những người bị cao rất là tốt. Mà vì những ngày này là ngày coi như mình cắt hoàn toàn cái môi trường không tốt vào cơ thể người mình đấy, nên dinh dưỡng của mình nó kỳ diệu, cứ phải trải nghiệm đi nó mới thích, không trải nghiệm không thể quyết định được. Nói chung là phải kiên trì. Chắc Không, 7 ngày này thì cũng là không có không gì phải ghê kiên gớm đâu, trì đâu nhưng mà có mà dám hay không em thấy thôi, như này này, công mình thì dễ thôi. em thấy như này nhá, lên làm ấy là làm ví dụ hai vợ chồng chị Viên hả, thì cả anh Chiến luôn, hai vợ chồng từng làm một người, mình làm một người một thằng kia nó ăn nó nhom em tức lắm. Vừa rồi là em rủ luôn rủ nhà em làm, hai vợ chồng làm sướng đó. Nên là mình mà hai đứa là mình mua cái thực phẩm sản phẩm ra thì mình mua xong dùng luôn cùng, nó nói chung là cũng ok mà dùng chung thích lắm. Đúng rồi, thế thì Dung lần thứ hai à? Hôm trước là cái đoạn về hè hè nóng mà chưa mấy ngày. Cái gì Để ạ? Dung đi phải đâu không? Cái gì chị? Lần trước là làm 7 ngày à? Cái hồi Bọn hè em đúng làm không? 7 ngày hết mà, hai vợ chồng em làm 7 ngày mà. Lần này là hai vợ chồng. Vừa rồi các em làm 7 ngày đấy. Không, như lần trước thì Dung làm một mình đi. Hôm nào? Cái hồi hè hè ấy. Hồi mà tưởng là hồi đấy Dung cũng làm đấy. Đâu, em có làm cái này không? Đợt này là em làm rất triệt để luôn, 7 ngày là tuyệt đối luôn đó, không mà không. Nên là mọi người cân nhắc, một năm có thể làm một lần cũng rất là ok, một hoặc 2 lần nữa tùy sức khỏe, nhưng mà em thấy làm ok sạch sẽ.
Anh Tùng mà ơi, cái cái này nữa, nước cái có này chanh đấy hả? vòng Ừ. eo đang từ 87 mà xuống còn 82 nhé, dùng nhà em vòng eo cũng giảm luôn nhé. Bọn chị mà làm chắc còn 65 nhỉ? À, lại Việt Ngọc Trinh chết rồi. 60 thế này, vòng Xuống eo 60 đi chị. Còn cái 60, cân ấy, thì 58 em rồi cứ ấy. trải nghiệm như này nha anh chị Thế nhá, là cái cân em trải nghiệm như này nhá. Em giảm được 2 cân, nhưng sau đó ăn uống thì nó lại lên bình thường. Nên cái cân nặng em không nói ở đây nhiều đâu nha. Thực ra cái này nó không phải mục đích giảm cân, là thứ nhất không phải mục đích giảm cân. Nhưng mà chỉ số in body mỡ em đo ấy, là em giảm từ 18 xuống xuống còn có 15.8. Điều nó giảm mỡ nội tạng nhiều đấy nhá. Đó, mà mình cứ tưởng là cái mình đấy ăn như mới vậy quan thì cơ trọng. nó sẽ ít đi, nhưng không có đâu nhá, protein vã nhiều cơ vẫn ok luôn nhá, không có giảm cơ đâu, nên là về sức khỏe rất ok đấy, kể cả những người lớn tuổi. Chúng ta dùng, mọi người như này đừng bao giờ để đói được, đừng có bao giờ bảo chỉ có 3 bữa Happy Meal thôi là nguy hiểm, đói phát ăn luôn, đói phát ăn luôn, không có chuyện gì hết, kể cả những người bệnh nền có làm sao đâu, nó giống như bữa ăn thì có cái gì đâu đó, nhưng mình đừng để họ đói, vì đói rất là nguy hiểm. Ok. Cái đoạn nước cốt chanh với cả dấu lưu đấy thì những người mà nó dạ dày thì ổn không? Không sao đâu em ơi, mình khuấy đều lên cái dầu ô liu, quyện cả chanh vào, không vấn đề gì không? Không vấn đề gì không? Ok ạ. Vâng. Người đại tràng Tùng ơi, người đại tràng thanh lọc thế tốt này nhỉ? Tốt Em quá. nói thật luôn nhá, thanh lọc đấy rất tốt cho tất cả sức khỏe tổng thể. Chứ không phải là chỉ là người đại tràng hay người gì đâu. Không, bình Nó thường tốt đã đấy rồi. Ừ, vì cái nó làm sạch tất cả, nó làm nó sạch, mà làm sạch cái da tốt. thế nhưng mà có chịu được nhiệt không ấy? Hay là lên núi? không làm Được, gì đến mức khó thực ra thế, là, thực ra là ở nhà, núi không phải là ở mình nhà núi cứ thế, ới phát lại đi làm nào. nên em mới nói là nhé, mình phải đầu tiên mình phải không được phép mình đi như vậy, nếu bà Đấy. gọi mình đi như vậy thì chịu rồi, như anh Chiến là rất nguy hiểm lắm, Ừ đấy, còn như em là nó là một cái sẵn rồi, nên là đôi đang đại khi tràng, anh Chiến đại tràng chứ còn chị thì vô tư. Tại vì là đợt trước chị cũng thanh lọc của cái, chị thì không nhịn ăn nhiều như thế, nhịn ăn 2 ngày nhưng còn chị còn ấy được, còn cái này mình vẫn ăn cơ mà. À, cái này 7 ngày căn bản mình vẫn uống dinh dưỡng đấy thì không đói. Mỗi tội là đấy, để đàn ông ấy đấy, chứ là phải có lập trường thì mới giải quyết được, chứ còn không người ta ới phát đi. lâu rồi ông đi khám sức khỏe chưa? Nhà em vừa mới đi khám sức khỏe chị ơi. Thì mang các cái chỉ số đấy ra mà chia sẻ nguy cơ với ông ấy. Chia sẻ nguy cơ thì ông bảo bây giờ nó khỏe. Hiện nay ông đang đại tràng, ăn vào là đi, ăn vào là đi. Giời. Vâng, thế nhưng mà vẫn cứ đi ăn đi uống, ai ới là đi thôi, nói chuyện bình thường. Sáng Đại tràng ngày đấy là mệt lắm ấy, uống rượu nhiều mệt lắm. Bố em trước là bị bây giờ rượu nó tiêu diệt hết đấy. độ khuẩn, Ừ. nó không ổn đâu, nên là Đấy. phải chế rượu và bổ sung lợi khuẩn khẩn trương cả Thì cái sơ. bây giờ chị cho uống sáng nhai 1 viên sơ, xong uống một gói lợi khuẩn, chiều bữa trước bữa tối 1 viên sơ với cả gói lợi khuẩn thì mới được 2 ngày. Tại vì là hôm đợt vừa rồi đi khám ấy thì buổi trưa rồi, 11:30 rồi thì họ giục là đi xuống thanh toán tiền mua thuốc để lên còn ấy, không hết giờ ấy, thế là Tú xuống mua thì về uống 1 tháng. Thì hết 1 tháng là bắt đầu chị quay vào dùng cái dinh dưỡng của mình. Thì hôm kia hỏi chị Oanh thì chị bảo là bây giờ cứ dùng tạm thời là ngày 2 sơ với cả lợi khuẩn 2 bữa. Nếu mà trong vòng 5 đến 7 ngày mà không ổn phải tăng lên 3, 3, 4. Đấy. Ok đấy, Ừ. nên là anh chị lưu ý ok nhỉ, hôm Yeah. bữa giờ mình chỉ tí nhỉ, thỉnh thoảng mình làm buổi tổng kết cái tí cho nó rực Hay quá. lưu ý, cứ theo quan điểm có được kiến thức
mình nói chuyện với họ về quan niệm sức khỏe trước, đừng có tư vấn gì cả. Đúng rồi, Sau khi không, chứ nói không phải. xong thì cho họ hiểu quan niệm rồi, lúc đó thì mình có nói sản phẩm hay gì nó cũng dễ hơn anh chị nhá. Ok, ô, cảm ơn Thùng, Ok, cảm ơn xin cả cảm ơn nhà. nha. Xin Cảm chào ơn cả chúng nhà. tôi. Xin chào các anh chị. Bye. Anh Đạo ơi, mai đặt lô nhá. Bật mic lên mà nói. Mai Đặt anh luôn đi được chứ. cô đội. Đặt đặt luôn cho anh đi. Mai mới mua đến ngày đặt. Ừ, đấy. Còn thế kiếm quả bộ lồi là kiếm được hơn triệu tiền khuyến mại. Đúng không? Đặt luôn cho anh nhá. Rồi thì mai đặt chứ, hôm nay đặt sao Ừ. được. Ừ, nhưng đặt cho anh đỡ phải ấy, đỡ phải mày mò. Có Rồi, chưa? ok. Em đặt cho đợt này thôi, hôm sau hướng dẫn anh đặt sau. Ok. Ok. Chào anh chị nhá. Ok. Rồi. Rồi, bye bye.